Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Cởi Mở mùa thứ 3 và mình là Minh Trang đến từ Sắc Edu Bay Trang. Ngày hôm nay thì tụi mình có một cái chủ đề rất là hay cùng với một người khách mời cực kỳ xịn luôn, đó chính là các giai đoạn trong tình dục và tình yêu thì nó sẽ như thế nào. Và mình là Phương Nam, đến từ Sài Gòn Tếu. Và xin cảm ơn Durex, thương hiệu bao cao su số 1 thế giới đã luôn đồng hành cùng podcast và luôn khuyến khích mọi người tự do khám phá những mặt màu tính dục của mình. Đến với tập hôm nay thì trước tiên chúng ta sẽ đến với 3 video confession đến từ Cởi Mở Club. Đây là video của những thành viên đến từ Cởi Mở Club. Cởi Mở Club là cộng đồng mà chúng mình có thể ở bên cạnh nhau vui vẻ, cởi mở, văn minh để chia sẻ những vấn đề về tình dục. Bạn định nghĩa tình yêu là gì và mối quan hệ giữa tình yêu và tình dục? Theo quan điểm của mình thì có tình dục chưa chắc đã có tình yêu, nhưng mà có tình yêu thì khá chắc kèo sẽ có tình dục. Tình dục đối với tình yêu thì như một gia vị của món ăn vậy. Không ai muốn ăn một món ăn nhạt tuyệt, không có vị gì cả, đúng không? Và tình dục trong tình yêu thì sẽ khiến bạn tinh tế hơn, tại vì biết làm người khác sướng, sẽ giúp bạn hiểu sâu thẳm hơn về partner của mình. Và tình dục sẽ đem hai bạn đến một chân trời thần tiên mới mà nếu bạn chưa trải qua thì bạn sẽ không thể tưởng tượng được. Tình yêu và tình dục chắc chắn sẽ có mối cái quan hệ rất là thân thiết với nhau. Nhưng vẫn có những cái trường hợp mà tình dục không có tình yêu và tình yêu không có tình dục, nó vẫn ổn cả. Chúng ta không nhất thiết phải có một cái phải cần niềm cố đặt bất cứ kỳ vọng hay cái khung nào để bắt chúng ta phải sống như thế này mới đúng và người khác sống như thế này là sao. Tình yêu đối với mình là một cái trạng thái mà nó sản sinh ra rất nhiều cảm xúc khao khát khác nhau, ví dụ như là muốn gần người yêu, xa thì nhớ. Và trọng lượng của tình dục sẽ tùy thuộc vào mỗi cặp đôi nữa, tùy thuộc vào định nghĩa và nhu cầu của mỗi người và sự thỏa hiệp giữa hai người. Partner khác nhu cầu sẽ khác, nhưng mà công nhận tình dục chắc chắn là một trong những cách gắn kết tình yêu, một trong những cách chứ không phải là điều kiện cần nha mọi người. Gắn kết được tốt thì sẽ càng thắt chặt được mối quan hệ này. Và mình tin rằng là tập ngày hôm nay sẽ là một tập rất là thú vị cho mọi người, đứng ở rất nhiều những cái phương, gọi là những cái góc nhìn khác nhau. Và bên cạnh đó là có khả năng là tập này sẽ hơi nhiều tiếng Anh một tí xíu, nhưng các bạn đừng lo, cứ sau mỗi một từ tiếng Anh á thì một là tụi mình sẽ sub ở dưới cho mọi người, hai á là thầy hoặc là Trang hoặc là Nam sẽ giải thích ngay lập tức cho mọi người xem mà từ đó nghĩa là gì, nên mọi người yên tâm ha. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì phải để thầy giới thiệu bản thân của mình trước đi đã. Dạ xin mời. Tôi không biết là đây là một cái niềm hân hạnh lớn lao hay không, nhưng mà một cái chương trình cởi mở, thứ nhất á là chủ yếu khách xem á là giới trẻ, thứ hai là nó chạm tới những cái đề tài phải nói là rất khó cởi mở trong một cái xã hội như Việt Nam, đó là vấn đề tính dục, tình dục và cái gì có chữ dục ở phía sau đó. Nhưng mà một ông già 61 mà được mời lên một cái chương trình như thế này tôi nghĩ là một cái vinh hạnh. Không biết các em có hàm ý đánh giá tôi về khả năng nào đó hay không, nhưng mà nhưng mà nói chung thì thân chào quý khán giả của chương trình Cởi Mở và của trên channel Esbiet etc. Còn bây giờ giới thiệu về tôi, chỉ đơn giản tôi là có bằng tiến sĩ về lãnh đạo giáo dục và tôi là một nhà tâm lý và một nhà giáo dục học. Chắc có lẽ là như vậy thôi, là đủ rồi. Và cũng biết chút đỉnh về cái đề tài hôm nay để hân hạnh được các bạn mời lên đây để là góp vui và đồng thời truyền tải những cái ý tưởng hay là những cái nghiên cứu mà tôi nghĩ rằng hàng thật giá thật. Hàng thật, giá thật. Hàng chất lượng cao. Rất là vui khi được gặp thầy ở đây trong chương trình này. Thì sau cái màn giới thiệu rất là chút đỉnh vừa rồi thì chúng ta sẽ đến với một cái phần mà em sẽ phải hỏi thầy. Đây là cái thủ tục của chương trình này thầy, là mời thầy giới thiệu bản thân mình dưới 4 yếu tố. Một là giới tính sinh học, hai là bản dạng giới, ba là xu hướng tính dục, và bốn là cái cách mà mình muốn được mọi người pronoun, mình gọi xưng hô với mình. Chúng ta ở thế kỷ thứ 21 rồi, có lẽ là, và đặc biệt là khi mà tôi suy nghiệm tới cái tuổi này trong cuộc sống thì tôi không thoải mái phải đóng khung mình trong bất cứ cái khung nào cả. Thật sự là như vậy, tôi và các học trò tôi vẫn đùa là thầy là phi giới tính hay là phi giới tính, nhưng mà thú thật thì cha mẹ sinh ra là đàn ông. Đó là một cái. Cái thứ hai á là mình thường người ta gọi là straight. Tôi có cái tình thương yêu thật đối với cả nam lẫn nữ. Nhưng mà nếu định dạng cái chuyện là sự quyến rũ về tình dục thì tôi chỉ quyến rũ tình dục với phụ nữ thôi. Thì chỉ cái đó là straight. Mình có thể nói là straight. Đúng không?
Thì em có một cái câu hỏi như thế này. Là theo thầy á, mỗi một đời người đi thì người ta có phải trải qua tình yêu và tình dục hay không? Một số người họ sẽ nghĩ rằng là cuộc đời này chắc chắn mình sẽ phải yêu vài lần, hoặc là mình phải làm tình vài lần. Nhưng mà theo thầy, đang đứng ở một cái phương diện là một người đi nghiên cứu luôn nha, thì thầy nghĩ rằng là con người có cần phải đi qua tình dục và tình yêu trong cuộc đời không? Chúng ta sẽ nhìn như thế này, bất cứ những cái đặc điểm nào của nhân loại đó, chúng ta cũng có thể nhìn nó với cái cặp mắt của thống kê. Thì luôn luôn có, các em biết cái hình người ta gọi là the bell curve, tức là hình trái chuông lật ngược vậy, để chỉ là bao giờ những cái số người mà trung bình, phổ quát nhất á, thì nó nằm trong cái đa số ở dưới cái đỉnh cao của cái chuông lật ngược vậy. Còn bao giờ bên tay phải và bên tay trái nó cũng có những cái cực đoan, những cái thành phần ít hơn. Thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái khung ở giữa để mà bắt mọi người để theo cái tiêu chuẩn đó đó, thì chúng ta trở thành những cái xã hội mà ở đó là những con người bảo thủ, áp đặt. Bây giờ chúng ta hãy nhìn bao quát hết về cái chiều rộng như vậy, và trên tất cả mọi cái tính chất á, nó đều là một cái dạng phổ. Thí dụ nghiên cứu về tình dục học đầu tiên của tại Hoa Kỳ đó là do Kinsey làm nghiên cứu. Và thay vì với cái quan niệm là LGBT cũng như bên kia là straight đó, là hai cái category, tức là hai cái nhóm hoàn toàn độc lập, không có gì hết, thì nghiên cứu Kinsey cho thấy rằng thật sự nó là một cái phổ, tức là một cái spectrum. Một người có thể gần straight hay là cực straight, hay là nó là gần là LGBT và trong cái khoảng. Và như vậy thì nếu mà chúng ta chia ra, chúng ta có thể chia 10, chia 100, chia ngàn, cho tới là infinity. Tức là infinity là vô cực. Vô cực. Thì làm sao mà cái khoảng đó, thí dụ như thầy sẽ cách em cái khoảng trên cái phổ đó là 0.0.0.1 chẳng hạn, như vậy vẫn có thể. Cho nên cái việc mà đóng khung như vậy thật cực kỳ là khó. Tuy nhiên để trả lời vào cái câu hỏi thì chúng ta thấy như thế này là tình yêu, nếu nói về tình yêu nam nữ đó thì không nhất thiết người ta sẽ đi qua cái phải có tình yêu nam nữ để mà sống trọn vẹn được. Mặc dù chúng ta có cái câu chuyện của ông Phật thì ông cũng phải đi qua cái giai đoạn tình yêu nam nữ rồi xong rồi kết hôn rồi mới xuất gia, và từ đó để sống một cái cuộc đời mà có lẽ là lúc đó chỉ có lòng từ bi nó vượt lên trên cả cái tình yêu. Nhưng mà nếu mà nói tình yêu chung chung thì chúng ta thấy rằng ngay từ khi nhỏ đưa sinh ra nó phải có cái tình yêu với mẹ, và mẹ có tình yêu với con trong cái tương tác đó, thì cái tương tác gọi là tình yêu đó mới nuôi dưỡng cái đứa con nó được trọn vẹn trở thành và nó phát triển đầy đủ, không chỉ về tâm lý mà còn về vấn đề thể chất nữa. Đó là cái vấn đề. Còn tình yêu nam nữ thì không nhất thiết là ai cũng phải đi qua giai đoạn đó. Tương đương với tình dục, thí dụ như lâu nay lúc mà trước khi thầy đi Hoa Kỳ đó, thầy chỉ nghĩ trong đầu á là những cái khái niệm hết sức là cực đoan. Mình lúc đó mình còn chưa biết chữ straight là gì, mình chỉ biết là mình gọi nó là bình thường. Còn lại là không bình thường. Tại một cái đó là một cái quan điểm hết sức là sexist và kỳ thị giới tính vân vân. Thì những cái quan điểm như vậy nó rất là bảo thủ. Nhưng mà dần dần mình học và mình có những cái hiểu biết đặc biệt về sinh lý, tâm lý vân vân và thần kinh học nữa, thì mình sẽ thấy rằng nó là một cái phổ đa dạng. Và cho tới bây giờ chẳng hạn trong tình yêu, ngoài cái chuyện là yêu một người thì chúng ta có polyamory, là yêu nhiều người. Và thành phố Palo Alto chẳng hạn bên Hoa Kỳ là nổi tiếng, nơi có những cái cặp mà hay là những cái gia đình nó đúng hơn là polyamory như vậy. Polyamory nếu mình dịch qua ra tiếng Việt mình có thể dịch là đa ái. Tức là có thể yêu nhiều người cùng một lúc. Nhưng mà trong tình dục khi em nói là có nhất thiết phải đi qua thì có khái niệm là asexual. Trước sự sexual thì đó là những người mà vô tính, không sống tới cuối đời không có nhu cầu về tình dục. Và chuyện đó vẫn bình thường, chúng ta đóng khung. Nhưng mà đồng thời làm sao những cái khung, những cái hộp đó nó phải đủ đa dạng, cởi mở để chúng ta có thể thông hiểu, đồng cảm với nhau. Thay vì đóng người ta vào những cái khung mà vì kiến thức hạn hẹp, đóng vào có hai cái khung và cuối cùng hai cái hộp đó chống nhau. Đó. Ok, nãy giờ mình nói rất là nhiều về những cái khái niệm, về chánh niệm, về sự trọn vẹn, cũng như là tình yêu và tình dục. Bây giờ em muốn hỏi là có một cái câu hỏi mà em thấy
chúng ta mọi người vẫn hay đi hỏi đó là tình yêu là gì. Ừ. Nhưng mà thật sự những cái câu trả lời mà mình nhận lại được khi mà hỏi mọi người cái câu đó thì là ví dụ như là tình yêu đối với em là ba thương mẹ, hay là chăm sóc cho mẹ, hay là kiểu tình yêu đối với em là thấy người ta đứng nắng thì mình muốn lại mình che nắng hay là đứng cùng người ta, thì tất cả những cái câu trả lời nó đều nằm dưới dạng là miêu tả bản thân họ trong cái trạng thái yêu, đúng không thầy? Còn lại về về ý nghĩa và khái niệm tình yêu là gì thì theo thầy quan niệm của nó là như thế nào? Thật sự đó, nói câu đó thì chúng ta nhớ ngay câu thơ của Xuân Diệu, đúng không? Dạ. Không biết thế hệ các em biết nhớ câu đó không? Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó sao nữa, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Như vậy ngay từ đó, lúc đó Xuân Diệu đã phủ nhận việc tiếp cận tình yêu thông qua ngôn ngữ và khái niệm. Tại vì khái niệm nó sẽ có cái sự giới hạn cái đó. Dạ. Như một cái người nói là tôi biết bơi, bơi là nhưng mà cuối cùng thảy đá xuống nước đó và là chìm nghỉm. Em có những người có thể định nghĩa tình yêu rất là đẹp đẽ, rất là hoa mỹ, hay là rất là học thuật, nhưng mà họ sẽ không biết yêu là gì. Hoặc là họ không biểu lộ từ tình yêu, họ không tiếp nhận được tình yêu. Tình yêu có cho và nhận thì không biểu lộ, không tiếp nhận được thì cái điều đó vô nghĩa. Cho nên nếu nói đó là một cái cảm xúc, chắc chắn nó có phần cảm xúc. Có nhận thức không? Chắc chắn nó có phần nhận thức. Nó có hành vi không? Chắc chắn nó có hành vi. Thì tất cả cái tương tác đó mà gần như rất là tự nhiên. Nó phát khởi rất là tự nhiên. Chúng ta không thể đi lanh quanh cầm theo một cái bản kiểm, checklist. Coi ai yêu đúng. Rồi xong rồi có 10 tiêu chí, 15 tiêu chí xong rồi anh này... Đấy có phải có mặt, mắt kiến này trí thức bánh, kém, xong rồi môi này chắc là cũng đảm đang lắm. Đảm đang có dấu vậy, thí dụ vậy. Rồi phải là theo tiêu chuẩn Mỹ hay đùa là tall, dark and handsome, tức là cao, cao ráo, da hơi ngăm ngăm và đẹp trai. Cao to đen sơ. Tiêu chuẩn của Việt Nam thì đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Thật sự không phải, nhiều khi mình thấy người đó lúc đầu, và có những cái trường hợp mà lúc đầu thấy ghét chết đi. Đúng, rất nhiều. Đúng, đó, nhưng rất mà nhiều. Cuối cùng lại là fall in love, lại rơi vào lưới tình một cái lúc nào đó làm sao biết được. Cho nên là tôi sẽ từ chối định nghĩa tình yêu. Các bạn hãy cứ trải nghiệm với cái cảm xúc của mình. Cứ trọn vẹn. Suy nghĩ trọn vẹn với nó. Và đặc biệt á, là thấy cái này. Nếu nó trọn vẹn như vậy là mình muốn làm gì mình làm không? Sao phải không? Không phải, tôi vẫn hướng tới cái sự tổng hòa nói như khi nãy. Giữa cái gọi là lý trí. Lý trí. Và tình cảm. Nhưng mà ở đây á, nếu mà phải mở một cái khóa mà dạy yêu hay là search for your soulmate, tức là đi kiếm người tri kỷ gì tìm đó. Tìm tri kỷ. Tìm tri kỷ đó, thì tôi có thể nói rằng đó, đầu tiên á, nó là một cái tiến trình mình phải lọc ra tất cả những cái mà mình bị nhồi nhét vào đầu từ nhỏ những tới khái lớn. Niệm đúng không thầy? Những cái khái niệm kiếm. Thí dụ như là yêu con phải kiếm một cái người, nghĩa là đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi thì mới đáng yêu, hay là đó mày thấy như ba mày thì mới là đáng yêu, hay là mày thấy như là ông hàng xóm phải thế này, thì đáng phải yêu. Thế kia, phải thế kia, và nó nhồi vào và nó lập thành một cái khung tiêu chí đánh giá. Và mình gặp đó mình cảm thấy yêu. Đó là một cái, tức là bị ảnh hưởng và tiến thành làm nô lệ cho những cái khung tiêu chí mà bản thân nó không đồng thuận với cái tính cách của mình. Mà mình vẫn nhận vào vì mình nghe ba mẹ, nhà trường, sách giáo khoa hay bất cứ một gì đó. Thí dụ có một thời đó, tôi rất là thích là kiếm cô nào là ốm yếu. Vì nghe nhạc Trịnh Công Sơn, vai em gầy guộc nhỏ trên vai em và vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xôn xao, nhưng mà lớn lên mới thấy là Dương Quý Phi vẫn có cái đẹp riêng của nó, chứ không phải Thúy chỉ Kiều Thúy Vân thì là một cái nét đẹp rất tròn đầy, đúng không thầy? Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Nét ngài hay nét người thì cũng tính sao. Với lại tức là sẽ có những cái cụm từ nêu được rất rõ những cái đó, ví dụ là tài tử Hồng Kông hay là những cái gì đó, nêu đó những cái trend đó. Mình chúng ta đang bị ảnh hưởng tới đó. Đó là những cái chúng ta phải nhận diện rõ. Như nói là nếu trong khoa học thì làm sao phải có những cái công thức, phải có những cái bài tập để chúng ta thực sự suy ngẫm, chiêm nghiệm để coi chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái gì. Chúng ta chạy theo bởi những cái mô thức nào xã hội áp đặt lên chúng ta hay là những cái trend. Nhưng mà ngược lại,
chúng ta cũng phải đi nhìn vào có những cái khía cạnh, thí dụ như vấn đề là gắn bó. Yeah. Cái gắn bó của chúng ta với bố mẹ như thế nào? Nếu mà nó là một cái gắn bó bất an, thì họ lại bám víu và lúc nào cũng lo sợ mất mát người yêu. Thành vì đó, cái tiến trình đó đó, nó có thể làm cho cái chemistry nó rất là kinh khủng trong giai đoạn đầu. Đó, chẳng hạn như một cái chấn thương lúc nhỏ không có bố, cho nên là vẫn khao khát hình tượng một cái người đàn ông lớn tuổi bảo bọc thương yêu chăm sóc của mình. Thì khi gặp một cái người lớn tuổi hơn nhiều và họ sẽ cảm thấy một cái đam mê không dứt ra được, trong khi lý trí nhiều khi nói cho biết là có những cái tiêu chuẩn thật sự nó không phù hợp, những cái giá trị không phù hợp, nhưng mà họ vẫn lao vào như một con thiêu thân trong cái mối quan hệ đó, để sau rồi qua cái giai đoạn tuần trăng mật, qua cái giai đoạn mà gọi là passionate phase, cái giai đoạn mà đam mê đã qua hết những cái cảm xúc thì dâng trào rồi. Nói về cái chuyện đó thì làm sao để chúng ta thấy được và chữa lành chúng ta? Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ ràng chúng ta và chữa lành chúng ta thì khi đó mới hy vọng chúng ta có một cái tình yêu nó trọn vẹn. Cái tiêu chuẩn nó khắc khao quá hay sao? Nhưng mà thật sự hành trình chữa lành và hành trình tìm chúng ta vẫn là hành trình tất cả mọi người đều phải đang đi mà. Đúng rồi. Tìm thấy mình, biết mình. Chúng ta cứ nói về tri kỷ. Kiếm người tri kỷ. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải tri kỷ đã, chúng ta biết mình là ai đã. Tri là biết và kỷ là bản thân đúng không? Bản thân thì mình phải biết mình là ai, thì khi đó mình gặp cái người mà biết mình thì mình mới đồng ý anh hiểu tôi đó. Và thật sự hiểu mình đúng không? Đúng rồi, còn nếu mình không hiểu mình thì nó nói thì mình lại tưởng anh không hiểu tôi tí. Tương tự cái chữ soulmate cũng vậy. Soulmate bạn lòng. Mà bây giờ nếu mình không biết cái lòng mình ra sao, không biết là lòng lợn hay là lòng bò, thì làm sao mà kiếm được 6 mét? Đó là... thì cái vấn đề là cuối cùng vẫn là hiểu mình. Và trên cái tiến trình hiểu mình, mình có thể gọi chữ đi đi tìm căn tính đi. Đi tìm căn tính. Thì đó, nó có đồng thời là mới thấy được cái tình yêu chân thật là cái gì. Và có nhu cầu con người có tình, nhu cầu tình yêu không? Yes, chắc chắn là có. Ngày nào chúng ta còn sống trong thế giới này và cái nhu cầu mà gọi là xuất thế không có thì đương nhiên có nhu cầu tình yêu. Tức là trong cái quá trình mà chúng ta đi tìm tình yêu và hiểu được tình yêu là gì, tức là chúng ta không khái niệm nó, chúng ta không định nghĩa nó, thì chúng ta vẫn đang nằm trong cái tiến trình là mình đi tìm về bản thân của mình. Và hãy cẩn thận, đừng có để bản thân rơi vào những cái bẫy của truyền thông, hay là những cái khái niệm, hay là những cái mà người ta vẫn nhồi nhét vào trong đầu mình từ đầu sinh ra tới giờ, để mình tìm thực sự xem mình muốn gì và ai là người thực sự hiểu mình và phù hợp với mình. Đúng rồi, và chấn thương, kể cả biết rõ những chấn thương nội kết của mình những cái đau để hóa giải và chữa lành của mình. Chứ nếu không thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như là chuyển dịch vai trò và đi tìm những cái người mà mình nghĩ là hình tượng của người bố và người mẹ. Đúng rồi, chính xác như vậy. Ok, mình sẽ kết thúc cái phần True Self ở đây với một cái, với rất là nhiều những cái thông tin và những cái sự thật mà nổi da gà từ thầy Phương. Và giờ chúng ta sẽ bước qua phần tiếp theo. Đó là phần True Expression. Bây giờ em giả sử thôi đây nha, em giả sử mình đang nói với những người họ đều có những giai đoạn về tình yêu và tình dục. Vậy thì nếu như vậy thì trong tình yêu thường sẽ có bao nhiêu giai đoạn? Tức là em đang nói là romantic relationship, romantic là những cái mối quan hệ tình cảm nam và yêu nữ đương. Hoặc là nữ nam đúng nam rồi. Vâng, tức là yêu đương đó. Cái yêu đương. Thì yêu mình đương sẽ cần phải đi qua bao nhiêu giai đoạn trong tình yêu? Sẽ có khoảng bao nhiêu giai đoạn? Ok, cái câu hỏi của em làm tôi nhớ tới là cái đề xuất của George Levinson về 5 giai đoạn của tình yêu. Ông ta lấy luôn cái chữ A, B, C, D, A để mà đặt tên cho 5 giai đoạn đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên đó, nó là tiêu biểu chữ A đó, là stand for, tức là viết tắt của chữ attraction. Attraction, cảm thấy okay. Hấp dẫn. Appeal, attraction, vân vân, thì nó có cảm thấy hấp dẫn với nhau. Tới cái giai đoạn thứ hai ông ta là build up,
cái build up này có thể là build up trong cái quan hệ tới gần hơn, gặp gỡ nhau gần hơn, nhưng cũng thấy là build up cái chemistry, yeah, hướng về nhau và build up cái tình cảm, tức là một cái xây, build up là xây dựng lên. Dần lên rồi tới cái chữ kế tiếp đó là chữ C, tức là continuation hoặc là consolidation, tức là, yeah, giai đoạn củng cố hay là tiếp tục, tiếp diễn, yeah, ừ, tiếp diễn. Thì đó là cái giai đoạn mà bắt đầu cái quan hệ nó trở nên đều đặn, mang cái tính chất routine hơn, thân và thiết thân thiết hơn. Và dĩ nhiên là tình dục nó có thể xảy ra bất cứ trong cái giai đoạn nào, ừ, chứ đừng nghĩ là phải tới giai đoạn consolidation, oh, tức là giai đoạn chữ C. Tại vì tình dục nó có thể đến ngay giai đoạn attraction, yeah, ừ. Đó là những cái trường hợp bây giờ chúng ta đây không có tabu gì, có thể nói là mới gặp nhau có thể là chúng ta nghĩa là rung động và kéo, yeah, nhau lên giường liền, yeah, ấy tới khắc, thì đâu có việc gì mà phải chờ cái giai đoạn mà gọi, yeah, là kia. Ừ. Cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn deterioration, tức là giai đoạn thoái hóa, giai đoạn thoái trào, hay là cái giai đoạn bắt đầu hủy hoại, decay, vân vân. Và cuối cùng là ending, là chấm dứt cái relationship. Oh. Nhưng mà các em cũng thấy là thí dụ có những cái cuộc hôn nhân khi mà đã tới giai đoạn thoái trào rồi, người ta vẫn tiếp tục để duy trì một cái hiện trạng khế ước xã hội để bảo vệ tài sản hoặc là bảo vệ những đứa con, yeah, thì cái đó thì không gọi là tình yêu nữa. À. Nhưng mà cũng có những cái giai đoạn khi mà nó bắt đầu đi vào cái giai đoạn thoái trào đó, thì hai vợ chồng ý thức cái điều đó và cố gắng để xây dựng, phục hồi lại cái tình cảm, thì nó, yeah, có thể quay trở về. Đó, không nhất thiết là attraction, yeah, nhưng mà ít nhất nó có cái build up lại và cái là consolation, nó củng cố hơn. Yeah. Và thật sự nếu đó là nhìn theo từng giai đoạn, còn nhìn theo một cái diễn trình thì các em sẽ thấy là cái nhìn vào giai đoạn nó mang tính chất là linear, tức là trực tuyến, yeah, tức là phải giai đoạn này trước, giai đoạn sau, kế tiếp vân vân. Tuyến tính, đúng không? Tuyến tính, yeah, đó tuyến là tính. Trực đó thì thật sự có nhất thiết như vậy không? Có, ừ, những cái giai đoạn khi mình đi vào consolation nhưng mà là nó trở lại attraction, à, hoặc là thoái trào nhưng mà nó có thể trở lại như cái mình nói kia, yeah, đó vì một cái biến cố nào đó trong cuộc sống đó. Thí dụ mình bắt đầu trong cái tình hôn nhân nhạt nhẽo rồi vân vân, mình nghĩ nó đã đi ra tới giai đoạn thoái trào, nhưng mà vì một cái lý do nào đó người chồng từ chiến trận, à, thí dụ như được thoát chết qua một tai nạn, rồi người vợ bị bệnh một cái cơn ung thư nào đó, rồi người chồng có dịp chăm sóc gần gũi nhau, thì khi đó nó lại trở lại cái giai đoạn consolidation hay thậm chí là build up. Cho nên mình nhìn tùy theo, và dường như thế giới này nó hiển bày ra trước cho chúng ta vậy, và tùy cái khung nhận thức, tùy cái cách nhìn và lý thuyết hay mô hình nào mà chúng ta đóng khung cái diễn trình đó. Em theo một cái hệ thống để mà có thể hiểu được, yeah, đúng không? Thì cứ thoải mái, ai yêu mà cho nó tuôn chảy như một cái dòng suối, yeah, không có giai đoạn thì cũng tốt. Mà ai nghĩ rằng mình đang giai đoạn này, mình muốn trở lại giai đoạn cho nó tình cảm phấn khích hơn thì cũng tốt, yeah, vậy thôi. Em nghĩ là đây là một cái câu trả lời mà nó sẽ rất là hay dành cho những bạn trẻ. Có thể là đối với lại những người mà họ đã trong hôn nhân rồi đi thì họ sẽ càng thẩm thấu cái giai đoạn, những cái giai đoạn này một cách rõ ràng hơn. Nhưng ở những bạn trẻ với những cái vấn đề ví dụ như là các bạn vẫn còn chật vật trong việc đi tìm một cái mối quan hệ gọi là long term relationship, mối quan hệ lâu dài, hoặc là những cái mối quan hệ chính thức á, họ luôn luôn không biết rằng là họ nên bắt đầu bằng cái gì trước. Họ ví dụ như là em được nhận rất nhiều câu hỏi của những bạn như là ví dụ như là chị ơi em nên quan hệ trước khi em quyết định yêu người này, hay là em nên quyết định là tìm hiểu người này trước rồi em mới quan hệ với người này, thời điểm nào là thời điểm thích hợp để quan hệ. Thì bây giờ mỗi một người nó sẽ là một cái hoàn cảnh rất là khác nhau, nhưng mà ở những cái giai đoạn này á, sẽ làm cho các bạn nhìn nhận rằng là các cái mối quan hệ để nó đi đến được, ví dụ như để từ một mối quan hệ bình thường mới gặp nhau cho đến một cái mối quan hệ có sự kết nối mà bạn có thể thoải mái để mà kiểu đánh rắm xung quanh nhau các kiểu giống như vậy đi, thì thường nó sẽ phải đi qua những cái gì đó để mọi người có niềm tin hơn và sẽ biết cái cách để mà mình lựa chọn mình nên làm gì trước phù hợp theo cái cá tính của mình nữa. Thì nhưng mà cái quan niệm là nên á, nó bao giờ nó cũng biểu hiện một cái thái độ là chúng ta tiến tới với đời sống này, hay là chúng ta thực sự trôi chảy trong đời sống này với một cái khung nào đó, là tôi phải cần nên cố đó, phải cần nên cố oh. Và chúng ta lại là
chờ đợi một cái lời nghĩa là giáo dục tuyên huấn chỉ thị nào cái đó đường hướng từ nào một đó. Cái bậc trưởng thượng theo một chủ nghĩa lý thuyết mô hình nào đó, tại sao không cứ trọn vẹn sống tuôn chảy và nhìn nhận những cái phát khởi trong nhận thức, những phát khởi trong cảm xúc của chúng ta để mà chúng ta trải nghiệm và từ đó chiêm nghiệm để chúng ta sống sâu hơn, sống trọn vẹn hơn trong từng cái thời khắc. Là tại sao phải sống theo một cái khung? Em cũng hoàn toàn đồng ý với thầy về chuyện này luôn, nhưng mà em vẫn tin rằng là mọi người nên có những cái kiến thức nhất định. Đúng rồi, những cái kiến thức nhất định đó, ít nhất rằng là tất cả những cái sự trôi theo mà mình trôi á, nó là cái lựa chọn của mình trong việc là mình trôi, chứ không phải rằng là mình không còn một cách nào khác và mình chỉ có cái lựa chọn này thôi á. Thì đây là hai cái, người ta gọi là hai cái hành vi rất là khác nhau, nó sẽ dẫn đến những cái kết quả rất là khác nhau. Thầy muốn nói rõ hơn về cái ý này, tại vì khi nãy dùng cái chữ trôi chảy, một số bạn có thể là đang xem chương trình và có thể cả nam với trang nghĩ rằng thầy muốn nói là cứ thả cho buông mình trôi đi, buông thả. Ở đây không phải nó là như vậy. Thầy muốn chia ra, nó tạm gọi là trong đời sống của chúng ta nó có ba cái trạng thái là cách thế sống, mà có thể chứng tỏ nó có thể chỉ ba cái trạng thái hay ba giai đoạn trong cái cuộc sống tùy theo cái sự trưởng thành của tâm lý. Giai đoạn đầu đó là giai đoạn impulsive. Tức là bốc đồng. Đúng không? Tức ở đây là cái giai đoạn mà chúng ta thấy bất cứ cái nỗi gì trong tâm thức của chúng ta, một ý tưởng hay là một cảm xúc là chúng ta đâm đầu, chúng ta làm ngay khỏi nó ra. Và bất chấp hậu quả, không cần hiểu nguyên nhân. Và cái hậu quả đó có thể hậu quả đối với chính thể xác của mình, hậu quả đối với tâm lý của mình, và hậu quả có thể phá hết tất cả cái quan hệ chính xác là cái người khác. Và cái đó là giai đoạn impulsive, giai đoạn bốc đồng. Nhưng mà sau đó chúng ta nghĩ chúng ta khôn hơn, chúng ta sẽ đi qua một cái giai đoạn gọi là giai đoạn control, tức là chúng ta kiểm soát bằng lý trí. Nhưng mà đôi khi không phải là do lý trí thật sự, do chúng ta tự nghiệm, tự suy. Mà lý trí chẳng đây là vớ phải một cái cuốn sách nào nó biểu sống như thế nào đó. Nghe ông Lê Nguyên Phương là đó, cái chương trình này biểu nghe hay hay rồi sống theo. Và mình cứ gò mình, gò những cảm xúc, gò tất cả cái năng động, bao nhiêu sinh lực của mình trong những cái khuôn khổ vậy. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn control. Đúng không? Là mình sẽ lựa chọn, mình tin vào một cái hệ tư tưởng niềm đúng tin rồi, đó, đúng control thì nào đó. Và mình cứ nghĩ rồi mình đi ra thì mình sẽ đau khổ, mình lệch thì mình sẽ đau khổ rồi đó. Nhưng có một cái giai đoạn mà thất cười lắm, trong cái bộ thí dụ như là bộ tarot, nó gọi là cái lá bài The Fool. The Fool. Thằng ngu đó, gã khờ. Đó là cái giai đoạn mà thật sự đó, nó trong tâm lý học thì nó gọi là giai đoạn the child, đứa trẻ. Đó là trong các biểu tượng về biểu tượng archetype, tức là điển mẫu của Jung đó, thì nó gọi là cái đó. Và trong niche, trong tác phẩm Zarathustra đã nói như thế, cũng có đưa hình ảnh đó là hình ảnh đứa con nít, tức là trở về trọn vẹn với cái sự nghi thơ trong sáng của mình, làm việc một cách hài hòa, không giúp lúc nào cũng phải dùng lý trí kiềm chế, tôi không được làm cái này, tôi phải làm cái này, vân vân, người khác phải thế này, người khác phải thế kia, mà trôi chảy trọn vẹn trong dòng sống, để mà thật sự tự nhiên. Mà tôi dịch cái chữ tiếng Anh, tôi gọi cái đó là spontaneous, và spontaneous tiếng Việt tôi dịch là như nhiên. Như nhiên. Thuận theo tự nhiên, thuận theo là như đó. Và ở đây chúng ta nói tới vấn đề như nhiên, trở về cái trạng thái tự do như vậy. Và thật sự đó, trong triết học của Trung Quốc, Trung Hoa, nó cũng nói tới điều đó. Chứ không phải là không nói tới điều đó. Mặc dù thấy triết học Trung Hoa rất là cứng ngắc phải không ạ? Nhưng mà ngay Khổng Tử là một cái ông hết sức là đạo mạo nguyên tắc như vậy. Chính ông còn nói là thất thập nhi sở dục, tòng tâm sở dục, bất du cũ. Tức là khi đó cứ thuận theo ham muốn của cái tâm mình, nhưng vẫn không ra ngoài khuôn phép. Trong những cái khóa mà dạy về vấn đề là tăng gia tăng khoái lạc của cái vấn đề mà tình dục á, thì nó đều hướng cho những học viên hay là những thân chủ hay là khách hàng bệnh nhân gì đó quay trở về việc là trọn vẹn với những cái cảm giác ở trên thân. Chứ tại vì em đang ôm một người phụ nữ mà em lại nghĩ tới là hình ảnh thí dụ của Marilyn Monroe hay là hay là em đang suy nghĩ tới chuyện ngày mai vào sở phải nói chuyện gì, hay là em lại ngăn cách giữa mình với người đó bởi những cái suy nghĩ tức giận, bực dọc, thành kiến của mình qua
trong cái mối quan hệ từ lúc bắt đầu cho tới tại thời điểm đó, thì em đã không trọn vẹn với cái người phụ nữ đó. Cho nên đó, trong tác phẩm là Alexis Zorba của Nikos Kazantzakis, là một triết gia, một novelist, tức là một cái tác giả của Hy Lạp đó, là ông ta có kể chuyện, có nói cái câu mà rất là nổi tiếng, đó là nếu anh đang ôm một người phụ nữ thì anh hãy trọn vẹn ôm đi, nếu anh đang hôn thì hôn đi, và nếu anh đang làm tình với cô ta thì anh cũng trọn vẹn đi. Tại sao lại là những người mà gọi là trí thức đa văn thì thường bị đứng trước thực tại, luôn luôn bị ngăn cách bởi một cái gì đó, bởi một cái sự hiểu biết của họ, chữ tri thức, sợ tri chướng, bất cứ những cái thứ họ ngăn cách, không trọn vẹn với cái thực tại đang là đó. Vậy là hôm nay là mình sẽ có một cụm từ mới, đó là trọn vẹn, tức là mình sẽ trọn vẹn trong tình yêu, trọn vẹn trong tình dục. Vậy thì nãy là em đã phải hỏi thầy về những cái giai đoạn trong tình yêu rồi. Bây giờ thì tình dục đôi khi mình cũng không né được đi. Bây giờ mình đang đúng không? Giờ bây giờ cởi mở thì nó lại càng liên quan tới tình dục hơn nữa. Vậy thì trong tình dục nó cũng có đi qua những cái giai đoạn giống như tình yêu không thầy? Thật sự đó, thì điều thứ nhất là tôi đang tự hỏi không biết là tôi có đang bị lừa là lúc lên chương trình này đưa cho tôi một các số câu hỏi khác, tới khi nhào vào thì hỏi một cái loạt câu hỏi khác rất là tabu, rất là gợi cảm. Nhưng mà nếu chúng ta là con người tự do thì chúng ta sợ gì các tabu, để mà không có thể đặt vấn đề nó một cách thẳng thắn. Dạ, đúng. Các em làm tôi nhớ tới cái kỷ niệm của tôi khi mà dẫn tôi vào cái ngành tâm lý học. Tức là trước khi đi Hoa Kỳ đó, thì lúc đó tôi đã đọc sách tiếng Anh khá khá. Ngoài những cái tác phẩm mà tôi lựa ở trời trời, thì các em biết thời gian đó thì vẫn còn cấm sách vỡ, vân vân, đốt sách rồi vậy đó. Thì tôi phải đi mua ở ngoài trời trời những cái thứ sách vỡ. Thì cái cuốn mà khiến cho tôi quyết định đi học tâm lý học là cuốn nghiên cứu về tình dục của Master and Johnson. Master and Johnson cũng là đã có phim rồi, phải có phim nhiều tập, truyền hình nhiều tập về Master and Johnson, mà đó là một cái cặp, một người phụ tá là cô Johnson và ông là Master thì vậy. Thì đó là một cái nghiên cứu, mà nghiên cứu của Kinsey mà khi nãy tôi có nhắc tới đó, là về cái phổ của vấn đề LGBT, cái phổ giữa đồng tính và dị tính, vân vân, trong tình dục đó. Thì cái nghiên cứu của Master Johnson là đặc biệt về các giai đoạn của hành động tình dục. Nó gọi là sex cycle. Đó thì nó có 4 giai đoạn, và đàn ông đàn bà đều có thể đi qua 4 giai đoạn đó. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn excitement, tức là giai đoạn bắt đầu phấn khích, bắt đầu là không, lúc đã là lần tình vào rồi đó, chứ không phải là lúc mà chưa khỏi, đã khỏi rồi và đã khỏi rồi, đã ở trên giường thì là giai đoạn đầu, giai đoạn excitement. Tính từ lúc đó luôn. Thì khi đó là máu bắt đầu, thí dụ như chạy tới những cái bộ phận sinh dục này nọ, mắt to ra và chất dẫn truyền thần kinh chẳng hạn. Đặc biệt là giai đoạn đó là từ adrenaline cho tới là testosterone, đàn phụ nữ thì estrogen rồi progesterone, progesterone thì cũng là tiết ra. Và khi đó thí dụ như là nhũ hoa của phụ nữ sẽ cứng hơn, là vân vân, những cái thứ đó. Đàn ông cũng vậy, thì cái đó là giai đoạn excitement. Xong nó đi qua giai đoạn là plateau. Nó dịch thì nó nghe tưởng là đỉnh, nhưng mà thực sự đó là bình nguyên. Tức là cái giai đoạn này nó có thể kéo dài, là cái độ kích thích nó sẽ cao tăng hơn nữa, nhiều hơn nữa, và bắt đầu có những cái spasm, tức là đôi khi đó sẽ thấy chuột rút ở lòng bàn chân, thí dụ về tay chân nó sẽ bắt đầu co quắp lại, co quắp lại, thì ở đó là giai đoạn plateau. Xong mới đến là orgasm, tức là cực đỉnh, lên cực khoái. Lên cực đỉnh, cực khoái, thì khi đó là bắt đầu là căng cứng nhất, hơi thở dồn dập, tất cả cái đó, và đạt được cái đỉnh cao từ áp huyết cho tới vân vân, chất dẫn truyền thần kinh đẩy vào trong máu. Và khi cuối cùng thì nó gọi là resolution, là trở về trạng thái bình thường, dần dần trở về trạng thái bình thường, hồi máu. Thì cái này mới là đau ở cái chỗ đó, là nếu thiếu kiến thức về cái chuyện này thì nó rất là hỏng trong cái sự hòa hợp về vấn đề tình dục với nhau. Tức là đàn ông á, sau cái rất dễ đi lên tới cái giai đoạn orgasm, và sau đó đó lại là tới cái giai đoạn resolution đó, thì cái độ cảm giác rất là cao.
tức là nó rớt bực một cái nó tụt rất là nhanh, rớt luôn và không thể quay trở lại. Dĩ nhiên đối với trai trẻ thì có thể chỉ 1-2 tiếng đồng hồ sau hoặc thậm chí nửa tiếng có thể quay trở lại bắt đầu giai đoạn excitement. Đúng không? Nhưng nó không thể nào mà cứ giữ mãi ở giai đoạn mà orgasm được. Thì thứ nhất là cái khoảng cách thời gian để đàn ông đạt được orgasm đã ngắn hơn so với phụ nữ. Nhưng phụ nữ lại có thể tới orgasm rồi, nó chỉ xuống resolution một chút thôi, nó quay trở lại. Cho nên phụ nữ có thể đạt được cực khoái có thể tới 3 cho tới 4 lần hoặc là nhiều hơn, tôi không biết. Mình nói chưa có trải nghiệm nhưng mà đều tại vì tôi là đàn ông làm sao tôi trải nghiệm được. Mình không biết được cái đó thôi, mình chỉ biết là lý thuyết thôi. Đúng rồi, thì là phụ nữ có thể như vậy. Mà khổ cái đàn ông khi đi vào giai đoạn resolution á thì dễ buồn ngủ, dễ mệt mỏi hơn. Cho nên mấy ông sau đó thì mấy ông nghĩa là nằm ngáy khò. Đúng. Là tại vì á, melatonin và những thứ trợ giúp dẫn truyền thần kinh khi đó nó tiết ra, nó làm cho thân thể hết sức là thư giãn và nó ngủ say, ngủ rất say. Thì khi đó người ta tưởng cái buồn ngủ đó là yếu, tức là làm mỗi lần xong là tôi yếu. Nhưng mà thật sự là những cái chất đó mà đổ vào trong máu thì sẽ rất là buồn ngủ. Nhưng mà cái điều đó nó lại dẫn tới cái sự khác biệt. Là chính vì cái xu hướng đó cho nên đàn ông hay dùng tình dục để xả stress. Như để một căng thẳng, phủ, như một cái phương tiện để mà xả cái căng thẳng. Tại vì sau đó sẽ chìm vào giấc ngủ thoải mái và ngủ rất là sâu rỡ sâu hơn. Nhưng mà cái đó thì lại là để người phụ nữ nằm không xúc đó chơ vơ thì đó là như cái không nên. Tại vì vấn đề tình dục bao giờ nó cũng phải là đi đôi với cái tình cảm, tình yêu thật sự. Đằng sau đó nó phải có những cái phải có gì, còn nếu không thì... Em mới nói là bây giờ mấy anh sắp xếp lên, tức là sắp xếp cho mấy chị trước, rồi mới sắp xếp cho bản thân mình. Mới đây thì nói là cái nghiên cứu của Bồ Đào Nha năm 2022 xác nhận rằng đó, là nếu mọi người biểu lộ tình yêu và tiếp nhận tình yêu á, nó gần giống nhau thì có thể đạt được một cái số tình cảm thỏa mãn trong quan hệ tình yêu. Tuy nhiên, nó là dựa vào một cái yếu tính khác là phụ thuộc vào đàn ông nhiều hơn là phụ nữ. Ở chỗ phụ thuộc cái gì? Khả năng đồng cảm, tức là empathy. Và khả năng thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của người đối diện. Tức là thấu cảm, là đúng không? Perspective taking. Tức là phải có hai yếu tố đó người đàn ông. Mà nếu có hai đức tính đó thì người phụ nữ thỏa mãn hơn trong vấn đề tình yêu. Thế nói người đàn ông mà đồng cảm với mình, người đàn ông mà biết đặt vào vị trí người vợ, người phụ nữ, người phối ngẫu của mình, đó thì người bên kia sẽ cảm nhận được cái điều đó. Còn hơn nó cứ theo ý kiến của nó khăng khăng. Tức nghĩa là thật ra cái cuối cùng cái khi nó không nằm ở chỗ là mình có đồng cái ngôn ngữ đây bao không. Bao nhiêu ngôn ngữ và ngôn ngữ nào mà nó nằm ở. Mà nó nằm ở cái sự thấu cảm. Tức là nếu như bạn quen một cái người có khả năng thấu cảm với bạn càng cao thì cho dù cái ngôn ngữ của người ta có khác với mình đi chăng nữa mình vẫn tìm ra mình vẫn tìm ra được cái đường hướng cho cái mối quan hệ mình này. Mình sẽ work cùng với nhau và như em hay dùng cái từ gọi là mình hòa hợp với người ta, mình hợp thành một thể với người ta và mình hiểu họ cũng như là mình hiểu chính bản thân của mình. Thì cái đó nó quan trọng hơn những cái việc là có bao nhiêu cái và những cái đó nó ảnh hưởng như thế nào luôn. Nếu mà như vậy thì có phải rằng là đối với ví dụ như em giả sử nha, có một số những cặp đôi đi thì họ nói rằng là ok hồi lúc mà tôi mới yêu nhau á thì tôi thấy cái gì cũng hợp, gì cũng đẹp, mà không biết tại sao đến lúc mà giờ tôi chia tay á thì lại kêu là không hợp. Có rất nhiều bạn trẻ hỏi em như vậy luôn. Đúng rồi. Như vậy là sao kiểu sao như... không hợp sao quen à, kiểu sao giờ đó, không ờ cái đến lúc giờ chia tay cái ông chị hồi đó là nói dễ nhau hả? Thật sự đó là có một cái vấn đề như thế này là điều thứ nhất nó có nhiều nguyên do nhưng mà điều thứ nhất đó là khi chúng ta yêu đó thường cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà passionate, đam mê cuồng nhiệt. Và từ đó mới có những cái khái niệm là tình yêu là mù quáng, love is blind, love is blind, vân vân, mà nổi tiếng nhất là qua cái tác phẩm Romeo and Juliet của Shakespeare chẳng hạn. Khi mà chúng ta ở trong giai đoạn đầu tiên của tình yêu thì cái hệ thống tưởng thưởng, tức là reward nervous system của chúng ta đó, nó được kích hoạt. Hệ thống thần kinh tưởng thưởng được kích hoạt. Khi đó nó nằm trong cái vùng hệ viền của gọi là mesolimbic system. Và nó kích hoạt đổ dopamine vào trong từ là vùng hippocampus để mà ảnh hưởng tới trí nhớ. Nó tới amygdala để ảnh hưởng tới
cảm xúc tới vùng não phía trước hướng về vấn đề quyết định đó, logic và vân vân, cũng striatum, những cái vùng khác nhau của não đều bị dopamine, nghĩa là khống chế cái hệ thống đó, nó khống chế về chiếm lĩnh. Thì lúc đó đó thì chúng ta sẽ phóng, nếu nói đó là nói theo khoa học thần kinh, còn nếu nói theo ngôn ngữ khác của thí dụ phân tâm học thì chúng ta nói phóng chiếu toàn bộ cái tốt đẹp và ao ước của chúng ta lên người kia, lên người đó. Thật sự mình yêu người đó là vì mình yêu những cái hình ảnh mình yêu. Đúng rồi, mình yêu người ta. Tức là vô tình một cách nào đó mình tạo thành một cái hình ảnh mà mình mong muốn lên người ta, và mình yêu cái hình ảnh đó. Đó, yêu cái hình ảnh đó, và khi đó nó cũng là trong đó nhớ tới cái câu hát, cái bài hát Ru Em của Trịnh Công Sơn thời lúc trẻ. Mình cứ hay hát là yêu em, thì có cái câu trong đó là yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Thì thật sự á, nghiên cứu cho thấy đó là quả thật có hiện tượng đó, là người đàn ông khi yêu đó thì họ trở nên nhẹ nhàng và phát triển cái lòng từ bi. Đó, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Thì cái giai đoạn đó khiến cho chúng ta dễ bỏ qua những cái về ảnh hưởng về nhận thức, logic, ảnh hưởng về thần kinh, ảnh hưởng về có thể văn hóa nữa. Chúng ta sẽ khiến cho chúng ta không chú ý tới một bỏ qua những cái thiếu sót của người kia, thậm chí những cái dấu hiệu mà đáng nghi ngại. Chúng ta cũng bỏ qua. Đó là chưa kể một chuyện. Bây giờ mới quen nhau, mình cứ đâu phải ở nhau 24/24 đâu, chưa thấy được mà cái vai trò, những cái hình ảnh của mình, thì chúng ta bị điều kiện hóa để vậy. Cho tới khi về thoải mái quá rồi, bắt đầu anh chàng thì mặc ở trần, đưa bụng phệ ra, nói tới đây phải hóp bụng lại, mặc quần xà lỏng đi qua đi lại đó, bà vợ thì đó không mất cấp mà đi từ bếp ra, nghĩa là nghe toàn là mùi cá kho trên mặt, dầu chiên rồi đó là xong. Thì đáng lẽ chúng ta phải tiếp tục yêu hay chuyển để thấy rằng cái thương yêu nó vẫn có thể tiếp tục qua nhân giá, hay là ít nhất mình vẫn giữ được cái thời xưa ông bà mình nói là tương kính như tân, tức là khi gặp nhau vẫn giữ cái sự đẹp đẽ, những cái gì tốt đẹp nhất để mình trao cho nhau, thì là bắt đầu buông thả, buông xả kiểu đó, thì bắt đầu là dĩ nhiên thì hình ảnh nó lòi ra thì không còn với đáp ứng với cái kỳ vọng nữa, thì lúc về thấy cái gì cũng xấu cả. Nhưng mà có một cái chuyện nữa, đó chỉ mới lý do thôi mà nãy giờ mình nói mất 15 phút rồi. Bây giờ thôi nói thêm mấy lý do tiếp, thì không biết có tiếp, tiếp đi thầy, không sao quá thầy ơi. Có một cái hình ảnh mà tôi nói chuyện nó cũng phải là, tại vì thật sự nếu các em biết và chắc là khán giả biết đó, tôi đã ly hôn. Thì nó là những cái bài học của tôi, không phải chỉ là bài học về ở trong sách vở, mà đó là một cái trải nghiệm của tình yêu. Thí dụ như cái chuyện mà bà vợ cũ của tôi á, là chúng tôi yêu nhau 12 năm và chúng tôi ở với nhau 25 năm, tức là 37 năm rồi chúng tôi chia tay chẳng hạn như vậy. Với những cái trải nghiệm trước, những cái mối tình trước sau vân vân, thì những cái đó mình còn một cái điểm nữa mà thật sự cái này là tôi rất mong muốn các bạn trẻ ngoài kia tránh cái chuyện đó, để rơi vào cái tình trạng nhàm chán và đau khổ như là cái thế hệ của cha ông của chúng ta. À, là tình trạng tôi vẫn đùa là em có rửa chén không ạ? Dạ có. Ồ giỏi. Em rửa chén có biết trong cái sink là cái bồn đó, nếu mà em không cọ rửa thường xuyên đó thì nó dơ, và những cái vụn thức ăn rất là nhỏ nó kẹt, nó đóng dần, và tới lúc em xả nước xuống nước không chảy được không? Dạ có, nó bị ứ lên đúng không? Đúng rồi, tình trạng nó như vậy. Thì trong tình, trong quan hệ cũng vậy, những cái xích mích nho nhỏ, những cái bất đồng nho nhỏ hãy giải quyết tận nơi tận chốn, nói chuyện với nhau để mà có thể sau đó có thể chấp nhận, tha thứ, thông cảm, và cảm thấy cái sự khó chịu trong lòng mình nó đã hóa giải trọn vẹn. Thì khi đó cái tình yêu nó sẽ vẫn tiếp tục mới. Còn khi mà mình tiếp cận á, nếu mình không bị cũ bởi những cái ấn tượng về tư duy, suy nghĩ, ý tưởng về người đó, thì là mình cũng bị những cái build up, tức là những cái tắc nghẽn bởi những cái cảm giác khó chịu li ti nhỏ bé, nhưng mà nó tích lũy từ ngày này qua ngày khác, nó giống như cái
bồn rồi chén mà nó bị nghẹt như vậy. Phải đổ nước sôi cho tụi mình. Cho nên mình phải lúc đó đổ nước sôi thôi, đi luộc nó chả cho nó chết. Nhưng mà điều đó thì chính vì vậy, liệu chúng ta có cơ hội đổ nước sôi hay là kêu bom thợ hút hầm cầu tới để làm hay không? Nhưng mà cái chuyện này nó sẽ vẫn tiếp tục xảy ra nếu như mà mình không đổi cái, không thay đổi cái hành vi của mình. Tức nghĩa là cái quan trọng ở đây là thay đổi cái hành vi của mình trong việc đó là luôn luôn đối diện, nói chuyện và giải quyết vấn đề với nhau. Đúng rồi. Chứ không thì cái sinh đó nó có thể tắt ngay lúc này. Lúc này mình có tiền, mình mời người tới để mà... Dạ, gọi là mình có thông được mời, cái xuyên đó. Mời thăm chuyên gia tham vấn. Dạ, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà rồi sẽ có bao nhiêu lần mà mình sẵn sàng để mà mình tìm solution nữa. Thay vì như vậy thì có những cái, mình hãy có những cái hành động nhỏ nhỏ mỗi ngày. Xây dựng một cái văn hóa. Đúng rồi. Và cái đó nó là cái điều mà phải nói là đẹp nhất ở trong cái tình yêu chân thật. Và sự tôn trọng và xây dựng hỗ trợ cho nhau. Tức là cái hành trình tình yêu cũng là hành trình chúng ta đi tìm bản sắc của chúng ta. Như khi nãy nói. Đúng không? Và tìm căn tính, tìm bản sắc, identity của chúng ta. Và điều thứ hai, cái căn tính nó không phải sự cố định, mà nó là sự cái điều chỉnh liên tục để thích hợp trong một cái mối quan hệ mà nó thật sự chân thành, trung thực và hữu ích cho nhau. Mà tôi dùng cái gọi là công thức. Công thức là về nhận thức á, thì phải có sự thông hiểu. Về cảm xúc á, có phải có sự đồng cảm. Và về hành vi có sự hỗ trợ. Tức là công thức, nhận thức, cảm xúc và hành vi, thì đó là thông hiểu, đồng cảm và hỗ trợ cho nhau. Thì mới thấy được cái sự trọn vẹn. Và vì vậy chúng ta cũng sẽ điều chỉnh hành vi với nhau. Lúc còn sống với bố mẹ có thể chúng ta có những hành vi thế này. Lúc ở với chồng, với người yêu chúng ta có những cái hành vi nó có thể khác, điều chỉnh một chút thì nó hòa hợp với nhau. Tôi không cổ võ cho cái chuyện mà điều chỉnh 180 độ. Không ai có thể làm được cái chuyện đó. Mỗi người nó chỉ có một cái range, tức là một cái khoảng. Mà nếu người kia mà cái lệch cái khoảng, tức là cái khoảng mà chúng ta có thể chấp nhận nhau và hòa hợp ngưỡng với chấp nhau. Nhận luôn đó. Thì nó cái khoảng này mà nếu ngưỡng bây giờ giả dụ mình đây, người kia ở đây có lệch chút nhưng mà vẫn chung một cái khoảng như thế này thì còn ok. Còn mình khoảng ở đây mà người kia ở đây là không có điểm chung. Thì bây giờ mình có stress tới mấy thì nó cũng không có thể nào có bất cứ điểm chung nào. Hoặc là nếu mà có một người cố gắng thì cứ sẽ cố gắng, đến một lúc họ đã không cố gắng được nữa thì cũng sẽ chia tay thôi. Thì buồn thôi. Chuyện này đó, tức là chuyện này chính bản thân của em, tức là em không có trải qua chuyện này. Hiện tại bây giờ như một người bạn rất thân của em luôn, rất thân, thì bạn cũng mới vừa ly dị vợ mà gần như là hai người không có cãi lộn gì với nhau hết nha. Chỉ mà đến một cái giai đoạn, một cái giai đoạn nhỏ, sau đó rồi hai người ngồi nói chuyện xuống với nhau thì bạn kia bạn bảo là không, bạn muốn ly dị. Bởi vì bạn cảm thấy rằng là bạn trong cái mối quan hệ này bạn không được là mình, bạn đã sống suốt bao nhiêu năm nay chỉ dựa trên cái khuôn mẫu mà bạn thân của em muốn thôi. Đó thì mình có thể cố gắng một khoảng thời gian nhưng mà cố quá thì cũng quá cố, cũng không thể nào mà biết chắc được. Rồi xa bản thân của mình. Đúng nếu rồi. Mình cứ đi sống theo. Nhưng mà nếu nói như vậy chúng ta dễ bị lạc vào một cái suy nghĩ đó là bản thể của chúng ta nó cố định. Nhưng mà thật sự chúng ta vẫn tiến hóa, chúng ta vẫn trưởng thành, chúng ta vẫn già đi thay đổi trong từng khoảnh khắc. Thì đó là chúng ta lớn lên và một người trong cái cặp lớn lên thay đổi, người kia cũng thay đổi. Và có thể cái khái niệm đó trong tiếng Anh gọi là grow apart. Apart, tức là phát triển hai hướng, phát triển nhưng mà cuối cùng lại là nói nhau. Tới một lúc á, mà như cái tác phẩm Season of the Heart của John Denver nó nói rằng đó là chúng ta sống với nhau như những người xa lạ trong cùng một cái mái nhà, và những lúc tôi cô đơn nhất là lúc tôi nằm cạnh em. Nó sẽ tới những cái lúc như vậy. Đau. Thì chuyện đó thì cũng chuyện bình thường thôi. Cho nên là nói một cái cho nó Phật học một chút là cuộc đời vốn vô thường. Không biết là chuyện gì xảy ra. Nó sẽ là tôi thay đổi và em cũng thay đổi. Đến rồi đi. Vậy thôi. Xin phép tóm lại cái ý của chúng ta trong cái phần vừa rồi là rất hay. Đó là cái việc mà câu hỏi các bạn hay hỏi là không hợp nữa thì có nghĩa là chúng ta đều sẽ luôn luôn thay đổi, và cái căn tính của chúng ta là nó không có cố định. Vì vậy thì cái việc chúng ta yêu nhau và chúng ta ở với nhau, chúng ta xây dựng cái mối quan hệ build up cùng với nhau, nó nằm ở việc mình thông cảm, thấu hiểu và mình điều chỉnh cái hành vi của mình để mình hỗ trợ, tương trợ họ, để hai người cùng nhau phát triển theo một cái hướng đi chung. Thông hiểu, đồng cảm và hỗ trợ. Thông hiểu, đồng cảm và hỗ trợ. Tôi không dùng chữ thấu cảm. Là tại vì chữ empathy á, trong tiếng Anh nó có nghĩa là đặt mình vào vị trí người kia, tức là một, trở thành một để cảm. Thì trong tiếng Hán Việt có chữ đồng.
đồng đồng là một đồng. Là đồng cảm đủ để dịch chữ empathy rồi mà không cần dùng chữ thấu cảm, thông hiểu, đồng cảm và hỗ trợ. Và trong cái quá trình đó thì nó sẽ có những cái thứ vụn vặt mà chúng ta không nên bỏ qua, mà chúng ta nên giải quyết nó cùng với nhau để không để tránh cái trường hợp là nó ứ động lại rồi đến một lúc kêu là ủa sao tự nhiên tôi chịu không nổi nữa, đúng không thầy? Và bên cạnh đó thì đó, chúng ta sẽ có những cái tabu. Đơn giản là những cái tình yêu thì nó phải hợp nhau ngay từ đầu, rồi tình yêu thì nó phải thế này thế kia. Vậy thì có một cái tabu mà em rất là muốn nói, đó là đàn ông thì cần tình dục và đàn bà thì cần tình yêu. Đây là một cái khái niệm mà em nghĩ là truyền thông hay là tất cả mọi người đều nói với nhau rất nhiều, thậm chí là trong cả cái thế hệ của em mọi người vẫn tin vào cái điều đó, thì thầy nghĩ như thế nào, quan điểm của thầy? Cái đó không phải là một cái tabu. Mà cái đó phải nói ra một cái misconception, một cái sự hiểu lầm, một cái khái niệm hay là một cái myth, một cái huyền thoại. Huyền thoại. Người ta truyền tai nhau cứ tin như là thật, tưởng như là thật. Thật sự cho tới bây giờ tất cả nghiên cứu trên thế giới chưa cho thấy cái chuyện đó là thật. Đàn ông, đàn bà đều thích thú tới chuyện tình dục như nhau. Dĩ nhiên trừ những người mà khi mình đầu tư một cái phần khác của chương trình này mình nói tới cái khái niệm gọi là asexual đó, thì họ không có cái đam mê về tính dục thôi, tình dục thôi. Chứ con thật sự thì đàn ông đàn bà vẫn có như nhau. Cách biểu hiện là mong muốn có thể khác nhau, nhất là những cái văn hóa như là Việt Nam mình đó. Thì cái việc mà đàn bà biểu lộ cái nhu cầu hay là tham muốn về tình dục được xem như là tabu. Đặc biệt là chẳng hạn như là đàn bà không được quyền biểu lộ nhu cầu cơ lẫn là sự ham muốn về tình dục á, nó mới làm cho sự giới hạn và làm lệch lạc trong cái quan niệm hiểu về chuyện đàn ông như chỉ thích về tình dục và đàn bà là không thích về tình dục. Đó là nếu mà chúng ta nhìn một góc nhìn và cái biểu hiện của hai đó giới là như vậy, thì thật sự nghiên cứu nó có thể biểu hiện khác nhau chứ không phải. Một điều thứ hai như khi nãy nói đó, là cái vì cái giai đoạn mà resolution của đàn ông á, cái giai đoạn mà sau khi mà thoái trào đó của đàn ông khi mà lầm tình, sau đó thì thường nó đi vào trạng thái thư giãn và nghỉ ngơi, cho nên á, là đàn ông hay dùng cái tình dục như giải tỏa căng thẳng cảm xúc. Và cái đó là cái sự hiểu lầm là phụ nữ đó khi yêu thì họ mới thích có tình cảm với người nào đó thì mới thích là làm chuyện đó với đàn ông, với người đó. Còn đàn ông á, dĩ nhiên vẫn có, đây là mình nói về chung chung đa số. Còn đàn ông thì thông thường là cái khả năng mà có thể làm rộng nó nhiều hơn, nghĩa là không nhất thiết phải có cái tình cảm ở trong đó. Nhưng mà để dẫn tới đàn ông chỉ thích quan tâm, chỉ muốn tình dục và đàn bà vậy thì nó không chính xác hẳn. Nếu nhìn từ một cái góc độ nào khác đó, khác nữa thì cái này tôi sẽ đẩy xa hơn về cái quan điểm xã hội học để các em thấy nó còn một cái góc nhìn khác nữa, là cái câu đó nếu mà nhìn ra như một cái sự tôn vinh người phụ nữ, là phụ nữ tình yêu như vậy là chữ gì, trong sạch, cao trong sạch, quý rồi vân vân chứ gì. Nhưng mà ngược phẩm lại hạnh. Phẩm hạnh nhớ tới chuyện tóc cái gì đó, số đỏ của số đỏ, tiết hạnh khả phong đó. Tiết hạnh. Nhưng mà còn một khía cạnh nữa, nếu chúng ta nhìn cái này chính là cũng có thể một cái lối tuyên truyền trong những cái xã hội nam giới mạnh mẽ hơn, áp đặt lên phụ nữ để phụ nữ tiếp tục bị ức chế hay là đè nén về vấn đề phát biểu như nhu cầu tình dục và nghĩ rằng mình không có nhu cầu về vấn đề tình dục. Nó là một cái sự áp chế. Một sự gaslight rất lớn. Cái đó là vậy, và người đàn phụ nữ sẽ có một cái misconception đó, là hiểu lầm là ồ, tôi nếu tôi thích tình dục thì tôi không phải là tốt. Tôi không phải là tốt. Tôi không phải tốt, mà về bản chất luôn là tôi không phải là phụ nữ. Đó, trong khi phụ nữ là phải tiết hạnh khả phong, phải là mẹ Maria, phải là đủ thứ hết. Thành gì á, đôi khi á, đẩy người ta lên cũng là cái mà để giam cầm người ta trong cái đó. Đúng rồi, em đồng tình luôn. Tức là label, dán nhãn cho người ta một cái hình tượng mà thấy là đẹp đẽ, trong sáng. Tôi lặp lại chữ trong sáng này. Cái chiêu này cao tay lắm. Chàng thấy sao? Chàng thấy sao về vấn đề này? Thấy chàng có vẻ tâm huyết. Không, chiêu này cao tay lắm. Tức là tại sao chị nói vậy? Ngay từ hồi xưa, lúc mà em mới biết chị tới giờ luôn, thì thầy biết em từ hồi trước tới bây giờ em luôn có một cái, tức nghĩa là
nói về phụ nữ Việt Nam á, thì em thấy một cái sự áp chế rất là lớn từ ngày 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10. Đó là người ta kêu tôn vinh phụ nữ đúng không? Nhưng mà thật ra em thấy tôn vinh thì ngày nào tôn vinh cũng được đi. Nhưng mà hai cái ngày đó nó ảnh hưởng tới cái tư duy làm phụ nữ ở Việt Nam rất là khủng khiếp. Tôn vinh phụ nữ truyền thống thôi đúng không? Nè nghe, phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà, đảm việc nhà, sống hy sinh. Hy sinh đó, cái chữ hy sinh rất lớn nha, cái chữ sống hy sinh. Cái em mới nghĩ trong đầu, ngày xưa em đã xây dựng bản thân của mình dựa trên cái cụm, nguyên cái cụm đó luôn á thầy, thì em mới thấy được. Thêm một cái nữa, không được đòi hỏi tình dục. Đúng. Kiểu wow, em kiểu trời ơi đất hỏi luôn á. Cho nên là thành ra đúng, Trang có một cái cảm nhận sâu sắc trong cái vấn đề mà thầy vừa đưa ra là thiệt. Tức là cái thứ mà chúng ta vừa mới nói tới, nó là một cái bóng ma mà ám ảnh những cái tư tưởng của những người phụ nữ. Mà cái này nó được sinh ra bởi cái phía của người đàn ông đúng không thầy? Họ áp đặt, họ vẽ nên họ. Cái này có thể xem như đó như một giả thuyết. Nhưng mà trong cái nghiên cứu về xã hội học đó, là văn hóa xã hội học, thì chúng ta thấy có cái hiện tượng đó là để đóng khung người phụ nữ vào trong một cái vai trò nào đó để hạn. Nhưng khi đóng khung có nghĩa là gì? Hạn chế. Và hạn chế những nhu cầu và quyền lợi của người phụ nữ luôn. Ngay cái chuyện như là Tiết Hạnh Khả Phong nó đòi hỏi là tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử, tức là ở nhà thì theo bố, lấy chồng, chồng chết theo con. Thì như vậy chẳng phải là đi làm đầy tớ cả cho ba người à? Hay quá ha. Tự nhiên sinh ra một kiếp cái làm đầy tớ ba ra đời. Vậy là tính ra nó cũng khá là giống như cái hồi nãy mình nói về chuyện tình yêu đó, nghĩa là khái niệm và label và dán nhãn họ vào những cái hộp để chúng ta bắt họ phải theo được cái thứ mà chúng ta muốn. Cho nên chính vì vậy thầy không thích cái hộp. Thầy không thích những cái hộp. Tại nếu mà khi để cho sống đó. Nó mới đến một cái dán nhãn rất là đáng yêu ở chỗ vậy nè. Mặc dù nó đang không liên quan lắm tới đến cái dán nhãn mà thầy đang nói nha, nhưng mà ở Durex á mọi người, thì Durex Strategy có một cái câu rất là hay mà Trang thích khủng khiếp, nó rất liên quan đến cái dán hộp này luôn. Đó chính là Durex có đưa ra một cái hiện thực, một cái hiện trạng của những bạn trẻ hiện tại bây giờ, đó là we learn from porn not from not touch from, tức nghĩa là bạn học từ mistake. Đúng rồi, bạn học từ những cái phim, bạn còn học từ phim chứ không phải là từ những cái cú chạm. Thì phim nó cũng giống như là cái chiếc hộp vậy đó, cái chiếc hộp về cái việc đó là tình dục nó sẽ phải như thế nào giống như trong phim, nhưng mà thật ra thì mình nên học nó bằng những cảm nhận thật sự của cơ thể mình là như thế nào. Là quay trở lại đúng mình rồi. Phải hiểu bản thân của mình, chính xác, đừng có đi theo những cái thứ mà người ta nhồi nhét nữa. Cái đó không phải là những thứ người ta nhồi nhét, mình vẫn phải học, tức là mình vẫn phải có kiến thức, mình vẫn phải có đầy đủ những cái lập luận A, B, C, D, Z đi, nhưng mà mình cũng phải hiểu mình nhất, mình cũng phải được cảm nhận mình nhất. Và thì lúc đó những cái ý kiến, những cái tư tưởng, rồi ok, ngay cả những cái kinh nghiệm hay là những cái bài học của những ai đó nói cho các bạn nghe, thì các bạn vẫn có quyền lựa chọn xem là bạn sẽ quyết định học bài học nào. Cái thông tin hay là dữ liệu biến thành thông tin, rồi xong biến thành kiến thức, nó là những cái bước để mà gọi là tiếp nhận và nội hóa cái những nội cái hóa. Dữ liệu ở từ ngoài đưa vào, nhưng mà từ đó nó trở thành một cái mệnh lệnh, như là tôi phải, vì thế tôi phải thế này thế kia. Nó là bắt đầu đã giới hạn và biến thành chúng ta dưới cái gông cùng của nó, hay là đi coi như là đi trước cái ngọn roi luôn luôn quất vào lưng của chúng ta và bắt chúng ta phải làm những điều đó. Tức là mình tự giới hạn bản thân mình và mình tự bắt mình theo cái sống đó. Rồi, bây giờ là chúng ta đã vừa đi qua được phần true expression với rất là nhiều những myth nè, taboo nè, và ngoài ra thì còn vặn vẹo được thầy cái chuyện đó là tình dục thì có những giai đoạn nào. Tụi mình xé kịch bản bắt thầy trả lời. Rồi bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đến phần cuối cùng, đó là phần true pleasure. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước đến phần cuối cùng của ngày hôm nay. Sướng là sao đấy? True pleasure. Sướng như thầy, sướng có rất nhiều ý nghĩa của sướng luôn á. Mấy ông già khác thì có lẽ, hay mấy bà già ở tuổi tôi trở lên thì có lẽ nghe chữ đó sẽ cảm giác là sợ hãi. Tại vì nó nghe chữ khoái lạc nó có dính cái gì tabu quá. Nhưng mà thôi, chúng ta sướng đều hướng tới có nghĩa là khoái lạc về chuyện cơ thể không đâu. Đúng rồi, chính xác. Sướng là cảm giác mà chúng ta cảm thấy thăng hoa, hạnh phúc. Rồi, vậy thì
thì cho em hỏi là để mà chúng ta có một cái mối quan hệ có giá trị và tình yêu thực sự hạnh phúc, mình tìm được cái đó rồi, thì cái giá trị nó đem lại cho bản thân của mỗi người chúng ta sẽ là như thế nào? Nếu thật sự là có một cái tình yêu mà chân thật, trung đầy đủ những cái yếu tố nãy giờ chân mình thành trung thật đó vân vân, đầy đủ yếu tố như là thông hiểu, đồng cảm, hỗ trợ vân vân á, thì nó đem lại rất nhiều giá trị. Như khi nãy chúng ta đã nói đó, thứ nhất là nó đem lại cho cái sự hiểu, thông hiểu sâu sắc về cái bản sắc của chúng ta, căn tính. Đúng không? Về cái bản sắc, cái căn tính của chúng ta. Thứ hai nữa đó là hiểu được những cái cung bậc cảm xúc. Tại vì trong tình yêu sẽ có những cái lúc cực kỳ đau khổ và cực kỳ hoang lạc. Thì đó là chúng ta đã, sẽ trải nghiệm bất cứ cái cung bậc cao thấp trồng bổng của cái cảm xúc của chúng ta. Và sự trải nghiệm đó rất là quý giá để chúng ta biết rõ chúng ta hơn. Nó cũng đồng thời cái quan trọng là chúng ta hiểu được những cái vấn đề nhận thức của chúng ta, cách suy nghĩ, đặc biệt là cái giá trị của những giá trị cốt lõi nào. Core value. Đúng, mà chúng ta có thể chấp nhận nhưng mà cũng có thể những cái nhất quyết không nhượng bộ. Còn một yếu tố khác nữa, nghiên cứu nó cho thấy rằng đó là những người mà trong một cái tình yêu mà cảm thấy hạnh phúc như vậy, chắc chắn cái mức độ thỏa mãn về đời sống á nó cao hơn. Đó là một cái điều mình rõ ràng, nó giống rõ ràng phải không? Mình đề kéo theo nó rất là đơn giản chỗ đó. Nhưng mà ở một cái nữa đó là những người đó sức khỏe tốt hơn. Sức khỏe về tinh thần hay là sức khỏe thể chất tốt hơn? Về tinh thần lẫn thể chất, huyết áp thấp hơn, hệ miễn nhiễm tốt hơn. Đó, vân vân. Đó thì sức khỏe tinh thần thì nó giảm trầm cảm, lo âu hơn. Chẳng hạn như bây giờ các em chắc lớn rồi, phải nói chuyện là để chiều các em ngủ một mình và các em ngủ ở chỗ lạ và các em ngủ với một cái người yêu bên cạnh, cảm thấy khi em ngủ cạnh người yêu em sẽ ngủ sâu hơn, chất lượng giấc ngủ sẽ cải thiện. Tại vì sao? Giống như có cái sự nghĩa là cảm giác được an toàn và nương tựa lẫn nhau. Đúng rồi thầy. Tức là ngay cả khi ở nhà em ngủ với chồng em vẫn thấy em ngủ ngon hơn so với em ngủ một mình. Cho dù là ngày hôm đó mình có tức giận người ta nhưng mình ngủ vẫn sẽ ngon hơn. Tại vì khi mà mình cái đó cũng là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà khi mà mình ngủ một mình á, cái cơ chế phòng vệ của mình nhiều khi chỉ một cái tiếng động nhỏ ở trong phòng mình sẽ đánh thức là mình coi chuyện gì. Tại vì cái đó là cái hệ thống thần kinh giao cảm nó kích hoạt để kích thích của mình để mà tự vệ nếu có một cái gì nguy hiểm xảy ra. Trong khi mà ngủ như vậy á, thì coi như mình nương tựa những cái người đó, với điều kiện người chồng người vợ đó phải là cái người mình đưa lưng lại mà mình không sợ bị họ đâm. Mà cái điều đó nữa, có một cái nghiên cứu thú vị lắm, kể cho em nghe, là một cái đàn chim mà nó đậu trên cái dây đó, dây điện đó, thì hai cái con hai đầu nó chỉ ngủ một mắt thôi. Và bộ não của nó chỉ ngủ nửa bộ não thôi, còn nửa kia nó vẫn hoạt động. Cái bên mà nó không có ai đúng không? Bên không có ai còn nó lại vẫn hoạt động là tại vì để nó có gì nguy hiểm nó báo động cho cả đàn. Hai cái con chim nó vậy, và những con giữa nó có thể an tâm phó thác sinh mạng của nó cho hai con kia. Cho hai con gác hai đứa. Thì như vậy khi chúng ta ở trong một cái gia đình êm ấm, thuận hòa, sức khỏe của chúng ta sẽ là tốt hơn người sống độc thân. Đó là như vậy. Nhưng mà nói đi mà cũng phải nói lại nha mọi người, là cho dù là mọi người đang đi tìm những cái sự hòa hợp nào đi chăng nữa thì chúng ta đều có cùng cần một cái foundation, tức nghĩa là cần một cái nền tảng chung. Ví dụ như ngày hôm nay á, Trang á thích người đàn ông như thế này, người đàn ông như thế kia. Bây giờ thầy muốn kiếm người yêu như thế này như thế kia, hay là ví dụ như em thấy muốn kiếm người yêu như thế này như thế kia đi, đúng không? Nhưng thật ra cả ba chúng mình hay tất cả các bạn khán giả ở đây, chúng ta đều cần một nền tảng hết, đó chính là an toàn. Tại vì sao? Nếu mà bạn an toàn, bạn có quyền để mà có nhiều cơ hội hơn, để tìm kiếm, để trải nghiệm những cái những con người mới, những trải nghiệm mới. Vậy thì trong an toàn ở đây mà tụi mình nói về mặt tình dục nha, tại vì show cởi mở mà, thì an toàn tình dục ở đây sẽ bao gồm có consent, là cái sự đồng thuận. Cái số 2 nữa đó chính là tránh bệnh và tránh bầu. Và tất nhiên thì cảm ơn Durex đã tài trợ chương trình này, đã luôn luôn bên cạnh. Tại vì sao ấy, thì cũng chỉ mỗi mình bao cao su mới vừa tránh bầu vừa tránh bệnh cùng một lúc thôi, đúng không? Và mình tin rằng đó là cái việc mà consent, cái sự đồng thuận cũng giống như là cái việc mà lựa chọn cho mình một cái biện pháp bảo vệ đúng
cho cả hai bên nha, cũng là một trong những điều rất quan trọng trong một mối quan hệ luôn. Bởi vì nếu mà một người thì muốn sử dụng biện pháp này nhưng người kia thì lại muốn sử dụng biện pháp kia á, mà không nói chuyện với nhau đàng hoàng á, nó cũng sẽ tạo ra những cái conflict, là những cái sự khó chịu, những cái mâu thuẫn ở giữa. Tức là không hòa hợp đó. Lúc này là quay qua đến chỗ là đó, không hòa hợp. Lúc đó là bắt đầu là đưa lưng vô và sợ người ta đâm mình đó. Ok, nãy giờ chúng ta nói về cái chuyện là cảm thấy hòa hợp và gọi là hòa gì cái ta? Hòa thuận, hòa hợp với cái người mà mình nằm chung sẽ tạo cho mình những rất là nhiều cái ích lợi trong tình yêu. Thì không có nghĩa là hai con chim hai đầu, là có nghĩa các bạn phải kiếm hai người nằm hai bên để các bạn ấy thôi nha. Rồi, vậy thì em sẽ hỏi chút xíu là cái mô típ cũng như là những cái lý thuyết về tình yêu, ví dụ như là năm giai đoạn hay là những cái tam giác về mối quan hệ tình yêu của Sarah, thì những cái đó ở cái thời điểm hiện tại với những cái xu hướng cũng như là những cái cách kiểu cách hẹn hò, kiểu cách yêu như là dating app hay là gì đó, nó còn có phù hợp với nhau không thầy, hay là nó là chỉ là một cái gốc nhưng mà nó biến chuyển mới hơn thôi? Thật sự những cái mô hình hay là những cái lý thuyết đó nó chỉ là những cái khung khái niệm chúng ta đặt lên đời sống để chúng ta cố gắng giải thích hiện tượng mà thôi. Tại vì nguyên lý của tâm lý học đó, hay mục đích của tâm lý học, nó có bốn cái. Thứ nhất đó là mô tả, thứ hai là giải thích, thứ ba đó là tiên đoán, và thứ tư đó là can thiệp hay là điều chỉnh. Điều chỉnh thì nó vẫn làm cái nhiệm vụ đó thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta úp chụp một cái quan niệm, một nguyên tắc nào đó lên đó, thì thật sự chúng ta đã cản trở cái sự cảm nhận toàn vẹn về vấn đề đó, và chúng ta chỉ tiếp cận cái đó qua cái tư duy mà thôi. Nếu nói cụ thể hơn, thí dụ dùng cái khái niệm của Phật giáo thì nó là cái thức thứ sáu, tức là cái ý thức mà thôi. Trong khi chúng ta vẫn có thể cảm nhận được cái cuộc sống của chúng ta thông qua gì? Các ngũ quan còn lại. Tức là mắt, mũi, lưỡi, miệng. Và trong tình yêu lẫn tình dục, cái chuyện đó nó cần thiết hơn. Bây giờ mà xin lỗi, nam mà đang ngủ với một người phụ nữ mà nghĩ chà, cái này là mình đã hoàn tất cái khái niệm cảm xúc passion ở trong tam giác tình yêu. Check rồi vậy thì xin lỗi, em không, em như vậy thì đang là một cái máy đúng không? Đang là một cái máy, hoặc là em đã áp đặt nó lên, cho nên nói hình ảnh khác. Em đứng trước biển đó, em cảm nhận biển với em là một. Trong cái sự hòa điệu đó, em không cần chen bất cứ cái thứ gì. Ồ, tôi đứng này phải biển Mỹ Khê, nó khác biển Vũng Tàu, biển Nha Trang hay gì hết. Thế là sóng đây không đẹp bằng sóng kia. Khi em có sự so sánh là em đã không có sự trọn vẹn. Em ngay cả em đặt tên và đặt khái niệm, em đã không có sự trọn vẹn. Và thậm chí lúc đó cũng không quỳ xuống cảm ơn Thượng Đế. Tại vì giữa em và thiên nhiên, với cái đó mà em đang trải nghiệm toàn thân đó, nó cũng không cần phải chen vào bất cứ một cái khái niệm về tâm linh nào hết nữa. Thì như vậy là cái mới là trọn vẹn. Vậy những cái khái niệm bây giờ, ví dụ như là thầy thì biết có rất là nhiều kiến thức, có quá nhiều những cái khái niệm luôn luôn nằm sẵn ở trong đầu của thầy. Liệu rằng khi mà bước tới những cái vấn đề về tình yêu, nó làm cho thầy có bớt trọn vẹn đi hay không, hay là với thầy nó sẽ trọn vẹn hơn? Bây giờ mình có lý tính hơn không thầy? Giữa hai cái đó thú vị. Đó là câu hỏi thú vị. Tôi còn nhớ hay đọc kinh mà Phật giáo mà của Bắc Tông á. Họ gọi là những người mà đa văn. Tức là những người học thứ, học nhiều quá, là những người đa văn thì sẽ là những người mà nhiều khi không nắm được cái cốt lõi của cái Phật giáo. Và đồng thời nó có một cái khái niệm trong Phật giáo là sở tri chướng. Sở tri của mình, tri là những cái biết, cái hiểu biết. Chướng nó sẽ trở thành những cái obstacle, là chướng ngại. Cho nên vấn đề là mình có, nhưng mà mình có để cho nó chướng ngại mình không? Thì cái chuyện đơn giản em sẽ thấy nè, em ngồi trước một cái món ăn, thí dụ cái món mà tôi rất là thích và tôi cũng đã nấu một vài lần á, là món, tôi là người Huế cho nên tôi thích cái món bón là không phải bún bò, bún cá ngừ. Thí dụ như vậy. Tôi ngồi xuống, tôi vẫn là tôi biết nấu, là khi tôi nấu tôi dùng công thức. Và công thức đó do tôi tự biến chế. Và đồng thời tôi biết cá ngừ là loại cá gì, tiếng Anh như thế nào, rồi vân vân những thứ cái đó. Vị nó ra làm sao, biết dinh tất cả. Nhưng mà khi tôi nấu và tôi ăn, tôi bỏ cái đó qua một bên để cho tận hưởng bằng năm giác quan của tôi thôi. Đúng không? Và khi đó có những cái ý tưởng mà nó trôi qua trong đầu về cá ngừ là cái gì hay vân vân, thì tôi cứ để nó trôi qua, tôi không có việc gì, tôi phải ăn, rồi tôi cứ phải suy tư
chen vào ồ cá ngừ là con cá tiếng Anh ở đâu sống dùng vùng biển nào, lượng thủy ngân trong bao nhiêu cho nên không được ăn nhiều. Cá này có sạch không, có tươi không? ăn ngay rồi tưởng vậy trọn vẹn là như nó vậy. Như chúng ta đều biết về phân tâm học của Freud nói tới cái defense mechanism, cái cơ chế phòng vệ, trong đó có cái gọi là intellectualization. Cái gì cũng trí thức hóa. Thì những người mà thường bị chấn thương về vấn đề tình cảm hoặc là không có khả năng tiếp cận vào cảm xúc, hay nói theo chung là không có khả năng tiếp cận về cái khía cạnh nữ, người nữ trong mình đó, tính nữ, thì đó họ sẽ có xu hướng là chuyện gì cũng trí thức hóa, chuyện gì cũng tìm hiểu tư duy. Thay vì uống cái ly bia này đó, cứ trọn vẹn mà uống thì lại lên search. Tôi cũng vậy. Ale hay là lager, hay là porter, hay là stout, rồi sản xuất tại đâu, dòm trappist có bao nhiêu độ, và dupin, thí dụ bia Úc, dupin, trippin, nó khác nhau như thế nào, rồi mới uống. Thì như vậy, trong tình yêu, trong quan hệ, nó cũng tình trạng là như vậy. Hôm vừa rồi tôi có cái màn kho cá, quảng cáo kho cá ngày nhớ mẹ, cho nên là tôi kho cá, cái món cá để nhớ mẹ tôi. Là món cá bống thẻ kho Huế, theo kiểu Huế ăn với cháo đó. Thì có một chị bạn, chị vào chị nói là một người đàn ông mà tận tụy với món ăn như thế này, nghĩa là dồn hết tình yêu vào món ăn, thì sẽ là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi nói no. Lý tưởng hóa, lãng mạn hóa. Tôi cảm ơn chị đã thả thính giùm tôi. thính hay bả tôi chưa biết. Nhưng mà có một cái điều á, để tôi á, là phụ nữ đó, thì tôi xin cho con hai chữ bình yên. Là tại vì một cái người đàn ông như vậy, cái khuynh hướng cầu toàn và chi tiết nó sẽ rất là cao. Em biết là khi nấu cái nồi cá đó mà tôi phải canh làm sao cho cái nước màu nó đúng cái độ, độ cái màu mà tôi thích, chứ không thôi nó nhợt nhạt quá, nó không cảm giác ngon khi nhìn cái đó. Vâng. Thì như vậy á, là nếu người đó dùng cái đó để mà đánh giá người yêu và người vợ của mình, cầu toàn và chi tiết tỉ mỉ như vậy mà đánh giá như vậy, thì sống cạnh cái đó là địa ngục. Đúng rồi. Cho nên uyên bác nó phải kèm theo thật sự là cái trí tuệ. Dạ, đúng. Để mà biết là nhắc lên cũng được, bỏ xuống cũng được. Khi nào dùng tri thức thì dùng tri thức. Khi nào dùng tri thức, trí tuệ thì dùng trí tuệ. Bây giờ chúng ta trong chương trình này thì tôi cũng phải nói thẳng, đang lên giường mà lúc đó mà còn đem cái đầu óc học thuộc. Cái này với là cái bao nhiêu độ HB bé của em với đó. Cái tủ sách mấy ngàn cuốn đem đâu đó thì quả thật là một cái tai họa cho cái quan hệ đó. Cho nên là học thì học, tư duy thì tư duy, kiến thức nhiều anh, nhưng biết mà bỏ biết xuống. Khi nào cần bỏ xuống, khi nào cần nhắc lên. Có một cái điều cứ nói là những cái khía cạnh đến một cách tự nhiên nhất á, tôi cũng nhắc lại cái chữ như nhiên ở chỗ nó tổng hợp của cái trí tuệ và cái tình cảm. Cho nên không có nghĩa rằng là cứ tình cảm là nhào vào, mà ở đây nó vẫn có cái sự quan sát và dùng trí tuệ của mình để mà mình hiểu được người ta. Tại vì thú thật á, trong những cái khách tham vấn, thân chủ tham vấn của tôi đó, một số lớn phụ nữ đó, ngoài cái chuyện xác nhận là nhiều khi cái việc mà phải đi lấy chồng hay có con ở một cái độ tuổi nào đó là cái sự áp đặt của xã hội hay bố mẹ lên, khiến cho họ đánh mất những cái mối tình chân thật, chân thành và trung thực. Ngoài ra thì còn một cái yếu tố nữa đó là trước khi lấy nhau thấy rõ những cái vấn đề là nguy hiểm, như cái mà em nói an toàn khi nãy, thấy những yếu tố nguy hiểm của người red flag đó, phối ngẫu đó red flag đó, mà đó vẫn tiến tới. Là tại vì lúc đó có thể đam mê về tình dục, có thể vì tình cảm quyến luyến quá lệ thuộc, mà điều nguy hiểm hơn nữa là cái hiệu ứng mà trong tâm lý học gọi là sunken cost, tức là hiệu ứng tiếc của. Bây giờ mình đã đầu tư cho người đã đó 3-4 năm rồi mà bây giờ không lấy nhau lại chia tay rồi phải đi làm từ đầu sao mệt quá. Rồi nhau đi tiếp tới, nhưng mà đi tiếp tới thì cuối cùng là đau khổ, cuối cùng là tan vỡ. Và nguy hiểm nhất, và tôi muốn quay trở lại cái chuyện an toàn, là tuyệt đối một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta phải chia tay nhau ngay tức khắc,
ở cái chỗ trong cái quan hệ dù là hôn nhân là bạo hành về vấn đề tình cảm và bạo hành về, đặc biệt nữa là bạo hành về vấn đề thể chất. Yeah. Cái chuyện đó là không chấp nhận được. Tức là không thể nào. Tới bây giờ có những cái thân chủ của tôi cứ là mẹ em rất là tức giận, bố em rất là buồn bã khi mà em nói là có thể em phải ly dị người chồng của em và chồng em đánh em quá tàn nhẫn. Thì những người đó là cứ đem ra những thứ như là danh giá gia đình, phẩm giá, những cái thứ về văn hóa để biện hộ trong cái con mình trở thành nạn nhân của bạo hành ngày nay qua ngày khác. Thậm chí có những cái trường hợp mà phụ nữ bị đánh tới mức sảy thai luôn mà vẫn phải tiếp tục duy trì để giữ cái gọi là thể diện của bố mẹ. Các em có thể nghe thấy cái giọng sự giận dữ của tôi trong cái vấn đề không đó, có sự phẫn nộ. Nhưng mà quả thật là cái đó là điều đáng công phẫn và thật sự là như vậy. Thanh Di, khi như vậy thì chúng ta sẽ thử đặt hỏi như vậy: bố mẹ có thật sự yêu con không? Hay là yêu cái một cái thứ phẩm giá mà phẩm giá đó không phải, nói lại, phẩm giá đó không phải do tự thân của họ đi chứng nghiệm, trải nghiệm mà tìm thấy, mà cái phẩm giá đó mà cũng nghe lại cũng từ lại. Tiếp thụ từ một cái ở ngoài vào mà thôi. Nó là một cái bóng ma ám ảnh từ thế hệ này qua thế hệ khác về cái chuyện đó. Vậy thì cái việc mà chúng ta bạo hành về cả tinh thần thể chất nó đã xâm phạm vào cái quyền, cái tầng thấp nhất của tháp Maslow là cơ thể, ở cái tầng thứ hai thì nó không an toàn, dạ, an toàn. Thì không thể nào mà chúng ta có thể thăng hoa cũng như là tiến tới những cái stage khác của tình yêu được nữa. Rồi, kết lại của ngày hôm nay, tập hôm nay thì chúng ta đã có rất 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 là nhiều những cái kiến thức cũng như là những cái sự hiểu nhầm về tình yêu cũng như là tình dục. Và cái điều mà em tâm đắc nhất là được ngồi với thầy ngày hôm nay ở đây để tự nhiên mình được khai phá ra những cái thứ mà từ trước tới giờ mình nghĩ đó là khái niệm là nó phải đúng như vậy, là nó cứ phải như vậy, tình yêu là nó phải như thế này, tình dục nó phải như thế kia. Thì hôm nay ngồi với người mà đã gọi là cho em thấy được một cái khía cạnh về như nhiên, tức là mình cứ tự nhiên mình thuận, và bên cạnh đó nó còn có sự kết hợp của cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình về cái chủ thể đó để mình có thể trọn vẹn ở trong cái tình yêu và cũng hiểu được chính mình và hiểu chính mình và chữa lành cho chính mình, chữa lành và tìm thấy căn tính của mình. Và bên cạnh đó thì đừng quên những cái như là an toàn về mặt cơ thể, những cái gọi là core value không được phép xâm phạm để chúng ta có thể xây dựng được một cái mối quan hệ thật là bền vững và nó có lợi cũng như là có gọi là healthy cho chính bản thân chúng ta. Phương Nam Sài Gòn Tớ mới vừa làm một bản tóm tắt bài học vào cho buổi học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn nhớ vỗ tay chưa? Chưa hết, mình còn có nhà mình. Nhưng mà cái đó là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn trẻ đó là các bạn hãy sống và trải nghiệm, có một vài cái guideline, một vài cái định hướng tiêu chí để mà các bạn định hướng cái cuộc sống của mình, nhưng mà đừng có nghe ông này tóm tắt trở thành những điều lệ để sau đó là em phải thế này, em phải đúng thế rồi. Kia nó tiếp cận như vậy, nó không thật sự với cái cuộc sống. Em không sống mà em chỉ sống trong cái đầu của các em thôi. Cuộc sống thật sự diễn ra ở trong tâm trí, đúng không thầy? Nó phải ở ngoài, ở tất cả con người mình, chứ không phải là chỉ sống trong cái này mà thôi. Đó là như vậy. Cho nên hãy can đảm để mà đi tới, để trọn vẹn đó, mạnh dạn lên, mạnh dạn yêu. Cảm ơn thầy rất là nhiều đã dành thời gian cùng với tụi em ngày hôm nay. Đây là một cái vinh hạnh rất là lớn để có thể ngồi cùng với thầy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu như mọi người rất là thích thầy luôn, cũng đừng quên để lại comment ở dưới video, cũng giống như là chấm cho tụi mình 5 sao trên podcast Spotify nha. Thanks a lot. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chắc là tập hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Rất mong là sẽ hẹn gặp được thầy ở những dịp tiếp theo. Cảm ơn Trang, cảm ơn Nam, và cảm ơn quý khán giả của chương trình Cởi Mở của channel Việt Etcetera. Comment. Chị đọc này. Comment. Trời. Đây. Có cởi mở để xem là một điều may mắn của em, vì không ai nói cho em biết về tình dục và giới tính hay là an toàn tình dục quan trọng đến mức như thế nào. Ba mẹ hay là nhà trường, bạn bè, thầy cô, em thấy vẫn chưa có cái sự chủ động tuyên truyền về những điều đó. Luôn mong cho cởi mở sẽ đến được với nhiều bạn hơn nữa. Và có một câu hỏi em muốn hỏi á, là để mở lời nói về những cái vấn đề về giới tính và tình dục với người thân theo hướng là để hiểu được suy nghĩ của họ, thì em nên bắt đầu như thế nào vậy anh chị?
Ok, đầu tiên thì cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình. Thì thật ra nam cá nhân Nam cũng giống như bạn ngày trước, tức là Nam cũng không có bất kỳ một cái nguồn uy tín nào để thực sự mình đi học cũng như là mình được giáo dục, mình được dạy về những cái này. Thì rất may mắn nay Nam ngồi ở đây và Nam mong rằng cởi mở không chỉ là một chương trình mà nó sẽ trở thành một hệ tư tưởng, một cái lifestyle, một cái làn sóng mà không nhất thiết bạn phải xem chương trình, mà bạn còn có thể tạo ra những cái session cởi mở nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, khuyến khích những người xung quanh của bạn cởi mở để có thể tạo ra một cái lối sống an toàn, lành mạnh và chúng ta phát triển hơn về giáo dục giới tính. Ngoài ra thì nếu mà làm sao mà để mình có thể chia sẻ những cái vấn đề này, hoặc là muốn để hiểu xem cái tư tưởng của người nhà của mình, những cái người thân của mình về tình dục ra sao á, thì một ha, ví dụ như là đối với những cái bạn trẻ đi, ha, đối với những bạn trẻ thì các bạn có thể ngay lập tức ví dụ như gửi một cái clip nào đó, một cái tập nào đó của Cởi Mở đã từng làm mà bạn thấy nó rất có liên quan tới họ hiện tại. Ví dụ như bây giờ bạn đang có một người em trai khoảng tầm 13-14 tuổi đi, thì các bạn sẽ rất quan tâm đến những vấn đề như porn, hay là ví dụ giống như là thủ dâm, thì bạn có thể kiếm những tập đó bạn gửi cho em của mình. Đúng. Nhưng còn ví dụ như bây giờ mình gặp những cái vấn đề đó là về ba mẹ của mình, những người lớn tuổi hơn, thì bắt đầu mình sẽ chọn ra những cái vấn đề cộng cán. Giả sử như á, mình có thể bắt đầu hỏi từ những câu hỏi đơn giản thôi là theo ba mẹ thì trinh tiết nó có quan trọng hay không. Bởi vì back in time, tức là quay trở về thời gian trước, thì trinh tiết nó là một cái điều gì đó mà nó giống như là định nghĩa, nó là một cái định khái niệm. Nó là một cái khái niệm, nó là một cái chuẩn mực luôn, cho nên là mình cũng sẽ nghe xem coi là bố mẹ của mình hoặc là người lớn tuổi họ nghĩ gì về cái thái chuẩn độ mực của đó, họ về cái đó là gì. Chính xác. Sau đó rồi hãy có thể mang một số những cái tập mà nó có khả năng liên đới được tới với họ, như ví dụ như bây giờ có những tập mà tập trinh tiết mà Cởi Mở đã từng làm, cũng đã làm trinh tiết rồi đúng không nè. Hay là ví dụ như những cái tập mà nói về tâm lý đi, ví dụ hay như là của cô Tô Nha nè, hay là LGBT giới. Cộng thêm á là ví dụ như chị Tô Nha thì chị cũng là những người đã có con rồi đi, họ sẽ cái lời nói của họ sẽ dễ đụng tới trái tim cùng tần số. Chính rồi, với những người phụ huynh hơn thì họ cũng sẽ đặt ra câu hỏi là có một người ngang ngang tuổi mình cũng cởi mở như vậy thì có khả năng mình cũng có thể cởi mở được như họ ha. Giờ tiếp theo nha, rất thích tập này về cả khách mời lẫn nội dung, đặc biệt là mình rất hứng thú với triết lý âm dương mà Nam đề cập. À, tập anh ân đúng không? Dạ, ví dụ á, giống như là người Việt á, thì nghĩ dương á, nhưng giao tiếp á, thì âm. Thì cho mình hỏi là Nam đã đọc và nghe những cái, tức là nghe được cái kiến thức về cái triết lý âm dương này ở đâu, mình muốn tìm hiểu. Thật ra thì để mà làm được cái tập đó thì em đã đi tham khảo cũng như là đọc rất là nhiều nguồn. Thì cái mà người Việt mình cũng như là tính nam và tính nữ trong văn hóa thì em đọc trên một bài viết của cô Nguyễn Phương Mai, phó giáo sư tiến sĩ, về nam tính nữ tính và những bí bách trong thuật ngữ. Thì các bạn có thể tìm đọc cái đó để có thể hiểu thêm về những cái gọi là những cái gì nghiên cứu cũng như là số liệu về cái chuyện đó. Nice. Rồi bây giờ mình tới phần câu cuối cùng nha. Show mình có thể mời khách mời là người nước ngoài để xem góc nhìn của họ về tình dục được không? Em thấy từ đầu tới giờ thì chỉ có khách mời là người Việt Nam thôi. Dạ. Tại sao không? Đúng. Tại sao không? Mời ông Jeff nè. Mời Jeff liền. Dạ, mời Jeff liền. Ở đây thì nó sẽ có hai cái challenge lớn nhất, tức là hai cái khó khăn lớn nhất của tụi mình luôn. Một á là bây giờ tìm được một người khách mời nước ngoài nào có khả năng nói được tiếng Việt. Tại vì cơ bản là mình cũng đang đúng, tại vì podcast này tụi mình làm chuẩn chỉnh, rất là mong là nó hướng đến người Việt nhiều đúng hơn rồi. Tại vì em thì cởi mở nhưng mà cái kỹ năng tiếng Anh của em nó không cởi mở lắm. Nhưng mà mọi người hiểu không, ví dụ như là bây giờ nha, kiếm được một người, bây giờ mọi người chấp nhận đi, là mọi người kêu là sub đi, thì bây giờ một người nói tiếng Anh, cái người đó cứ nói tiếng Anh, còn lại thì mình cứ sub. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu như vậy thì những cái bạn mà nghe podcast thôi, họ không nghe, họ không có sub thì sẽ khó để mà có thể tiếp cận cho các bạn hơn. Rồi cái số 2 nữa đó là mời các bạn nước ngoài á, thì cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian để tìm kiếm xem coi là cái hệ tư tưởng của các bạn này như thế nào, các bạn này có background hoặc là họ có cái tư tưởng như thế nào liên quan tới tình dục nữa. Nó không có dễ, tại mà người tưởng là mời một khách mời lên đây dễ, không tụi có mình nghiên cứu muốn chết luôn, phải nghiên cứu xem coi kỹ là người này nó có phù hợp hay không, có phù hợp với chủ đề hay không, và người này có khả năng nói hay không nữa. Ví dụ như có một số người họ có khả năng nói đi, nhưng mà họ nói tù lê tù lô tù lu, sao dám mời được. Mời là mọi người chửi chết. Đúng rồi. Cho nên là thật ra cũng có những cái khó khăn rất là lớn trong cái việc mà chúng ta lựa chọn khách mời. Thì cũng mong là các bạn rất là thông cảm, nhưng mà
các bạn yên tâm là Nam và chị Trang cũng như là tất cả những ekip luôn luôn mong muốn đem đến cho mọi người rất là nhiều sự đa dạng cũng như là sự phát triển của show này. Cho nên là chỉ cần mọi người ủng hộ và tin yêu thì chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều điều bất ngờ nữa. Mà sẵn là đã nói đến khách mời rồi á, nếu mà các bạn mong muốn tụi mình mời bất kỳ ai thì cũng đừng quên để lại ở phần comment cho tụi mình biết nha. Và tụi mình sẽ cố gắng hết sức để mời được những khách mời xịn sò đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.